Xâm Dương trôi lên mặt đất rồi, ta nhất định phải có được nó. Sư phụ, trước đây sư tổ từng nói khi pháp chữ trên người tuyệt đối không được sử dụng đại pháp, nếu không... Sư phụ, sư phụ. Tử Y, trước giờ ta đối xử với con ra sao? Đối xử rất tốt. Nói cho ta biết mục đích tu hành của con là gì? Đắc đạo lên trời, được làm thần tiên. Nếu như sư phụ không giúp con, con có lòng tin tu thành chính quả không? Đệ tử nghĩ nếu lúc đầu không được sư phụ giúp đỡ, đệ tử đã sớm tẩu quả nhập ma, hóa thành tro bụi. Tiểu Y, con hãy nghe sư phụ nói, nếu không có được Xâm Hoa Nhi, sư phụ chắc chắn sẽ chết trong động này, hóa thành tro bụi. Chỉ cần con đồng ý phối hợp thì con không những giúp được sư phụ mà còn giúp được cả bản thân con. Đệ tử không hiểu, với pháp lực của con thì chuyện rút pháp chữ trên người sư phụ chỉ là chuyện nhỏ. Sư phụ, trên pháp chữ có thần chú của sư tổ, tự ý rút ra, con sợ. Con sợ thì có thể giúp con thoát khỏi kiếp súc sinh sao? Con chỉ cần sư phụ có được Xâm Hoa Nhi, trở thành tam giới pháp vương, con mới có hy vọng. Nhưng mà cho dù đệ tử rút được pháp chữ ra thì ở bên ngoài động cũng có ông Dương sư cô canh gác, chúng ta không thể nào ra ngoài được. Chỉ cần diệt trừ ma lực của pháp chữ với pháp lực của sư cô con, con ngăn cản được ta không? Con... Tử Y, rút đi. Sư phụ, sao lại như vậy? Hách Liên sư huynh đã rút pháp chữ ra, sắp ra khỏi động, vậy phải làm sao? Đi. Đi. Hách Liên sư huynh, huynh không nên tự ý ra khỏi động. Sư muội, Hoa Hoa thần đã nổi lên mặt đất rồi. Ta biết, qua ngày hôm nay ta sẽ không bao giờ có được cơ hội có được Xâm Hoa Nhi. Ta biết, nếu ta không có được linh khí của Xâm Hoa Nhi, ta sẽ không tu được thất trọng thiên đạo. Sư tổ nói rằng tất cả mọi chuyện phải làm từ từ. Muốn tu đắc đạo phải tu bằng tâm. Xâm Hoa Nhi là dược tiên chuyển thế, là cội nguồn phúc khí của chúng sinh thiên hạ 10 triệu năm sau. Hách Liên sư huynh không quan tâm tới chúng sinh thiên hạ, muốn chiếm linh khí của Xâm Hoa Nhi để đắc đạo lên trời. Cho dù đắc đạo cũng không tạo phúc cho chúng sinh. Nếu ta đắc đạo, sợ gì chúng sinh thiên hạ không được phúc khí? Tuy nói như vậy, nhưng mà huynh sẽ, ta phải có được nó bằng bất cứ giá nào. Từ ánh mắt của huynh, ta có thể nhìn ra muội vẫn muốn cản đường ta sao? Ta không còn lựa chọn nào khác. Ép ta như vậy có lợi gì cho muội? Sư huynh, người ép huynh không phải ta mà là bản thân huynh. Chăm chỉ tu hành đắc đạo lên trời là để làm chủ tam giới. Tâm nguyện lớn nhất của Tử Hư lão nhi vẫn chưa hoàn thành. Ta muốn hoàn thành giúp ông ấy, nhưng muội lại ra sức ngăn cản.
đây là ai sai? Huynh không quan tâm chúng sinh làm trái lời dạy của sư tổ, chỉ muốn đắc đạo lên trời. Đây là huynh sai. Muội ép ta vào động giam cầm ta, hại ta không nhìn thấy mặt trời, làm cho ta đau thấu xương, thì là ai sai? Chăm chỉ tu hành vô thượng bí, trong đào hoa viên chứng bồ đề, lục đạo luân hồi pháp luân chuyển, đứng trên đài sen gặp Như Lai. Đáng lẽ huynh không nên phụ lòng của sư phụ, và cũng không nên quên bốn câu nói vàng ngọc này do sư phụ để lại. Đừng nhắc sư phụ với ta. Ta luôn khắc ghi trong lòng bốn câu nói này. Nhưng muội lại dùng pháp chữ để giam cầm ta trong hang động tối. Bây giờ ta đã rút pháp chữ ra khỏi người rồi, chỉ cần có Sâm Hoa Nhi thì ta không cần tu hành, vẫn có thể đứng trên đài sen gặp Như Lai. Tránh ra. Sư huynh lượng thứ, muội chưa chắc cản được ta. Ta cố hết sức. Nhiều năm không gặp, pháp lực của sư muội đã tăng lên rất nhiều. Đa tạ sư huynh khen ngợi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư cô đã, đừng nói nhiều, còn không đi mau. Sư phụ, sao sư phụ lại nỡ bỏ rơi Quyển Nhi? Sư phụ, sao sư phụ lại nỡ bỏ rơi Quyển Nhi? Sư phụ. Quyển Nhi, Quyển Nhi, sư phụ, người có sao không? Không sao, vết thương này sư phụ tự chữa lành được, nhưng cần có một chút thời gian. Sư phụ, Quyển Nhi, đừng khóc nữa, còn phải làm giùm sư phụ một chuyện. Sư phụ, là chuyện gì? Người nói đi. Sư phụ muốn con lập tức tới Khai Phong tìm Sâm Oa Nhi. Tới Khai Phong? Đúng vậy, Quyển Nhi, con phải đi thật nhanh, tuyệt đối không được để bọn họ tới trước. Dạ được sư phụ, Quyển Nhi biết rồi, Quyển Nhi sẽ cẩn thận. Khâm Phạm quý cao, nhìn kia là Khâm Phạm, hắn là Khâm Phạm đấy. Qua, qua, mau lên, đằng sau mau lên, qua đi. Qua, tránh ra, tránh ra. Kiệu của phủ thái sư, mau lên, mau lên, dỡ hàng rào. Triển Hồ Vệ, huynh nhìn kiệu đó đi. Sao bọn họ không chịu kiểm tra mà đã cho qua? Triển đại nhân,
Đó là kiểu của ai? Đó là kiểu của Bàn Thái Sư. Bàn Thái Sư không hề báo trước, không có kèn trống. Người có kiểm tra không? Triển đại nhân, ngài đùa à? Tiểu nhân có mấy cái đầu mà dám kiểm tra kiểu của Bàn Thái Sư, ngu ngốc. Chúng ta phụng chỉ kiểm tra mọi người. Người dám coi thánh chỉ như trò đùa? Tiểu nhân không dám. Dương Kiều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ có. Các đệ tới chỗ khác kiểm tra. Ta đi kiểm tra cái kiểu đó. Dạ. Lư Sư Gia, Triển Chiêu, kiểu của Thái Sư mà ngươi cũng dám đạp sao? Triển Mổ phụng chỉ truy bắt khâm phạm, kiểm tra mọi người, khâm mệnh trên người. Rất mong Lư Sư Gia lượng thứ. Ngươi coi Thái Sư là khâm phạm, ngươi đáng tội gì chứ? Tại sao Sư Gia nói lời đáng sợ vậy? Triển Mổ chỉ muốn coi thử người ngồi trong kiệu là ai. Cho dù mạo phạm, Triển Mổ tin rằng Thái Sư cũng bỏ qua. Triển Chiêu, người dám? Triển Chiêu phụng chỉ hành sự, có gì không dám? Đắc tội rồi. Lên. Triển Chiêu, ngươi dám? Ngự tiền đới đa hộ vệ tứ phẩm Triển Chiêu tham kiến Thái Sư. Triển Chiêu, hai đầu gối ngươi xa đất, đứng ngang hàng với lão phu mà gọi là tham kiến sao? Người luôn miệng nói rằng phụng chỉ hành sự, trong mắt người còn có tôn ti trật tự không? Triển Chiêu, người mau quỳ xuống tham kiến đi. Có phải người muốn Thái Sư nhà ta đi tới phủ khai phong tố cáo người với bao đại nhân không? Tốt. Triển Chiêu, lần này ngươi đã toại nguyện rồi, lão phu có thể lên kiệu về phủ rồi chứ? Triển Chiêu lỗ mãn, xin ngài bỏ qua. Khâm mệnh mà, lão phu không hề có ý trách ngươi. Ngươi có thể lui rồi. Khoan đã, ngươi quên tạ ơn rồi. Ngươi của phủ khai phong các ngươi không tuân thủ quy tắc gì hết. Đa tạ Thái Sư. Khởi giá. Hoa Hoa Thần, lão phu đã được mở mang tầm mắt rồi. Thái sư định xử lý báo vật của nhân gian này như thế nào? Chuyện này thì nếu như tặng cho hoàng thượng thì lão phu chắc chắn sẽ được coi trọng hơn. Nhưng nếu như Hoa Hoa Thần này thực sự làm con người trường sinh bất lão thì lão phu phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Thái sư, vậy còn quý cao, ngài xử lý như thế nào? Lão phu sẽ xử lý êm đẹp. Oh.
Nếu để người khác biết chuyện này thì không ai chiếm được lợi lộc. Quỷ cao ta không phải là đèn cạn dầu. Tới lúc cần thiết, ta chỉ cần kéo nhẹ một cái, Sâm Oa Nhi này sẽ chết bởi kịch độc của ta. Phủ Khai Phong. Khoan đã, trên mũ của đại nhân có hai cánh chỉ về hai hướng giống như quẻ bói. Cánh trái chỉ về hướng tây bắc là quẻ càn thiên, cánh phải chỉ về hướng đông nam là quẻ tốn phong. Đây là thiên phong cấu, Công Tôn tiên sinh, chẳng lẽ quẻ này không tốt? Không hẹn mà gặp, trời và gió tình cờ gặp gỡ, người gieo quẻ này sẽ bị bệnh nặng. Người nào sẽ bị bệnh nặng? Quẻ bói này cho thấy vua thần gặp nhau, thần có rất nhiều, vua chỉ có một. Không hay, hoàng thượng bị bệnh nặng. Bệnh này sẽ mang lại tai họa cho trọng thần bên cạnh hoàng thượng. Ông có đoán được mang lại tai họa cho ai không? Dựa vào thời gian, ta đoán lục thần bị chia cắt. Hổ trắng xung khắc rồng xanh, hướng tây bắc là càn kim, hướng đông nam là tốn mộc, kim khắc mộc. Có thể thấy quả từ tây bắc tới đông nam. Vậy hướng tây bắc là Phủ Thái Sư, còn hướng đông nam Phủ Khai Phong. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Quan gia, chào. Quan gia vất vả rồi. Vất vả rồi, vất vả rồi. Về trước nhé, ngày mai gặp. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Cứu ta với! Tiểu hắc tử, đi! Tiểu hắc tử, có chuyện gì thế? Hoàng gia có yêu nữ. Yêu nữ, đi! Dừng kiệu! Dừng kiệu! Kiệu cách ngươi dừng kiệu, sao không dừng? Dừng kiệu! Triển đại nhân! Triển đại nhân! Sao các ngươi lại bị thương? Tiểu nhân không biết bọn họ là yêu nữ của đạo quan nào. Không dừng kiệu để tiểu nhân kiểm tra, tiểu nhân chưa lại gần thì đã bị thương rồi.
Người thấy bọn họ đi về hướng nào? Bọn họ đi về hướng Bắc rồi. Dương Triều Mã Hán, mau dẫn bọn họ đi trị thương. Đau quá, liệu có chết không? Đau quá. Dương Kiều, lúc nãy có hai quan sài có phải bị các ngươi đả thương không? Tại sao các ngươi không trả lời? Quỳnh định làm gì? Quỳnh giữ ta lại làm gì? Buông ra. Ta giữ Quỳnh vì không muốn Quỳnh chết. Quỳnh nói cái gì? Quỳnh đừng ngốc nữa. Quỳnh không đánh lại. Chỉ cần Quỳnh chém thêm một nhát nữa, e rằng Quỳnh không nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu. Bạch Quỳnh, bọn họ là môn đạo gì vậy? Tà môn ngoại đạo. Hiện chiều ta thấy Quỳnh gần đây sắc mặt xanh xao, ấn đường hơi đen. Chắc Quỳnh sắp gặp xui xẻo. Quỳnh nhớ cẩn thận đi. Bảo trọng. Các cậu không thể đánh lại bọn họ sao? Bẩm đại nhân, những lời tại hạ nói đều là thật. Kiểu lạ xuyên người, sao có thể như vậy? Bọn họ có thể là ai? Đại nhân, thuộc hạ hổ thẹn. Thuộc hạ giống dĩ không thể nhìn thấy người ngồi trong kiệu là ai. Bị mấy hộ vệ thuộc hạ của hắn chặn lại, nên thuộc hạ không thể lại gần. Có biết tung tích của mấy người bọn họ không? Tốc độ di chuyển của bọn họ vượt xa tưởng tượng. Thuộc hạ nghĩ đuổi cũng không đuổi kịp. Nhưng mà dựa vào hướng đi của họ, thuộc hạ nghi ngờ. Cứ nói ra đi. Bọn họ đi về phủ Thái Sư ở hướng Tây Bắc. Phủ Thái Sư. Người đâu? Thái sư, thái sư, mau mời người y. Dạ, mau lên. Thái sư, thái sư, giữ chặt lại. To gan, dám tự ý xông vào phủ Thái sư. Yêu pháp. Sao lại có một đám yêu nhân kéo tới phủ Thái sư? Giữ chặt Thái sư. Thái sư.
Thái sư, Thái sư bình tĩnh đi, Thái sư. Thái sư, có chuyện gì thế? Ta không biết, ta thấy Thái sư giống như bị ma nhập vậy, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Các người cùng đứng ngay ra làm gì, mau đi theo Thái sư. Dạ, đi mau. Thái sư bị sao vậy? Thái sư, đây là đâu? Thái sư, bọn chúng tới từ đâu? Học trò không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bắt chúng lại, bắt chúng lại. Người đâu? Bắt chúng lại. Dạ, bắt chúng. Dạ. Thái sư, chúng ta đi mau đi. Đứng lại. Quỷ là sát từ đâu tới vậy? Bẩm Thái sư, học trò không biết. Vào Sâm Qua Nhi, bảo đảm ngươi cả đời bình an. Sâm, Sâm Qua Nhi. Đúng. Bẩm Thái sư, chắc có lẽ hắn muốn có Hoa Hoa Thần. Pháp Dương đang chờ ngươi trả lời. Pháp Dương, dựa vào xưng hô này của nha đầu ngươi, lão phu có thể xử chém ngươi 3 lần. Ngươi nghe rõ đây. Giao Sâm Hoa Nhi ra, bảo đảm ngươi cả đời bình an. Ta sẽ không nói lần thứ 3. Ngươi coi nơi này là nơi để ngươi đưa ra mệnh lệnh sao? Ngươi đã sai rồi. Ta nói ngươi biết. Ta đồng ý, ta đồng ý. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Thái sư, ngươi đã nhìn thấy ta không có kiên nhẫn rồi. Màu giao ra cho ta. Quyền quý cao. Dạ, quyền quý cao. Dạ. Ôi đào quá, không cần đâu. Không phải học trò đã ở đây rồi sao Thái sư? Vào Hoa Hoa Thần cho hắn đi. Pháp Dương, giữa đất trời xuất hiện linh vật, chắc chắn kinh động tới tam giới nhân quỷ tiên. Pháp Dương pháp lực vô biên, nếu như tại hạ không chuẩn bị kỹ lưỡng, sao dám gặp mặt Pháp Dương? Hỗn láo, Tử Y, người muốn như thế nào? Tính thời gian thì Hoa Hoa Thần e rằng còn phải chờ 10 canh giờ nữa mới có thể tiếp xúc với ánh nắng. Nếu bây giờ ta để Hoa Hoa Thần ở dưới ánh nắng mặt trời, Hoa Hoa Thần sẽ bị chết. Người dám? Đúng, tại hạ không dám. Tại hạ quý cao là độc thư sinh, không có tiếng tâm. Tại hạ đã bôi lên người của Hoa Hoa Thần kịch độc của tại hạ. Bây giờ thuốc giải ở trong tay tại hạ, cho nên tại hạ không có gì lo lắng. Cùng lắm thì mất cái mạng già này. Không có Hoa Hoa Thần, tại hạ cũng sẽ bị mất mạng. Cho nên ngài hù tại hạ là ngài đã quá sai lầm rồi. Ngươi, ngươi giao Sâm Dương và thuốc giải, ta bảo đảm ngươi sẽ sống. Bây giờ tại hạ chỉ tin Thái sư thôi. Tốt, có lão phu sẽ có quý cao ngươi. Tốt, Thái sư Long Ân. Học trò khắc cốt ghi tâm. Pháp Dương, giao ra Hoa Hoa Thần thì tính mạng của Thái sư và tại hạ sẽ bị đe dọa. Xin Pháp Dương hãy cho phép tại hạ và Thái sư bàn bạc thương lượng. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thái sư yên tâm, học trò đã có tính toán. Hắn chỉ cần Hoa Hoa Thần thôi, có đúng không?
Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này dùng kế một mũi tên trúng hai đích? Kế một mũi tên trúng hai đích, ý của quý tiên sinh là phải tránh họa trước mắt rồi nhổ cái gai trong mắt. Đây, quý tiên sinh, lão phu không hiểu rõ lắm. Kêu Pháp Dương viết bao chữ cho chúng ta. Ngươi thật to gan, dám ra điều kiện với ta. Mục đích của ngươi không phải là muốn có Hoa Hoa thần sao? Điều kiện lão phu đưa ra với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Với lại, cho dù lão phu đòi một chút đồ của ngươi thì cũng không quá đáng, phải không? Được, ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng mà có lời này lão phu xin nói trước: nếu ngươi không làm xong chuyện thì Hoa Hoa thần lão phu chưa chắc sẽ giao cho ngươi đâu. Ngày mai trời sáng, ta sẽ để thi thể của Bao Chẩn ở ngay trước mặt ngươi. Pháp Dương, lão phu thật sự không muốn Bao Chẩn đó chết một cách nhẹ nhàng. Trà, đi mau lên, uống trà thôi, uống trà thôi, mau lên. Lại là đám tà môn ngoại đạo. Phủ Khai Phong. Huynh đệ, nhìn kia, là đạo quan nào vậy? Nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài quá duyên. Có vấn đề, dĩ nhiên có vấn đề. Lên phía trước kiểm tra đi. Dương Kiều, còn đi sao? Dương Kiều, nhìn đi, bọn họ không nghe lời chúng ta. Kiều, các ngươi Dương Kiều có nghe không? Dương Kiều, đại nhân tha tội, đại nhân tha tội, lùi xuống đi.
Sao lại như vậy? Hắn có thể phá được ngũ thông thần chú của ta. Bào Chững, rốt cuộc ngươi là ai? Đi. Phủ Khai Phong. Xin hỏi tới Phủ Khai Phong có chuyện gì? Bọn họ không phải người. Bọn họ vốn dĩ không phải người. Đáng sợ quá. Chết rồi. Đám người ở Phủ Khai Phong gặp rắc rối. Đại nhân, không hay rồi. Có chuyện gì? Bên ngoài có yêu nhân tác quái tác quái. Có mấy huynh đệ của thuộc hạ mất tích rồi. Quầy bán thịt chó. Ông chủ có chó mực không? Có. Cho một chén máu chó mực. Khách quan chờ một chút, ta vào lấy ngay. Là bọn họ. Triển hộ vệ. Yêu nhân mà lúc nãy cậu nói chính là họ sao? Ai là Bao Chững? Chính là bổn phủ. To gan, dám gọi tên quý của đại nhân. Đáng nhận tội gì? Kẻ bại trận kia, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng. Triển hộ vệ. Triển hộ vệ. Triển hộ vệ, có sao không? Ta không sao. Yêu nữ đã liều mạng với ngươi. Dừng tay. Kiếp nạn này bốn phủ khó tránh khỏi. Không có ai cản được. Không cần hy sinh vô ích. Lùi xuống đi. Ta không muốn đụng tới người vô tội. Ngươi đừng chọc tức ta. Ngươi xông vào phủ của ta, đánh người của ta. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Người hống hách ngang tàn như vậy là tại vì sao? Văn võ phối hợp, mặt trăng tỏa sáng. Hèn gì ta không đụng vào tâm trí của ngươi được. Tốt. Rất tốt. Ngươi được ánh sáng của mặt trăng che chở. Ta không bắt được hồn phách của ngươi. Nhưng ta muốn lấy mạng của ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi nghe cho rõ đây Bao Chững. Ta tới đây là để lấy mạng ngươi. Triển hộ vệ. Bạch Quân. Bạch Thiếu Hiệp. Ah!
Dừng lại! Tham kiến sư cô. Miễn lễ. Sư huynh. Sư muội xen vào chuyện này, chẳng lẽ đã quyết tâm đối đầu với ta? Chúng sinh thiên hạ đều được đất trời nuôi dưỡng. Sư huynh, huynh không thể tước đoạt quyền sinh tồn của vạn vật. Lục đạo luân hồi đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi. Sư muội cũng là người tu đạo, sao lại nói như vậy? Lục đạo luân hồi tuy được ông trời sắp đặt, nhưng tất cả chúng sinh có thể thành Phật. Nếu sư huynh chỉ vì sự ích kỷ của mình nhiễu loạn thiên hạ, thì có nghĩa là sư huynh làm trái đạo trời. Làm trái đạo trời thì sao? Nếu ta tu thành tam giới chí tôn, lục đạo luân hồi dĩ nhiên nằm trong lòng bàn tay ta. Sâm Hoa Nhi giúp ta, kiếp này ta chắc chắn tu thành chính quả. Sư huynh, càng giết nhiều người, sát nghiệp càng nặng. Những người tu đạo như chúng ta, lục căn thanh tịnh, thể hiện được sự chân thành, sẽ trở thành Phật. Sư muội trước giờ tuân theo thiên đạo, không tạo sát nghiệp, nhưng khoảng cách giữa trời và trần gian rất mong manh. Tu đạo trăm năm có ích gì chứ? Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta chỉ làm theo những lời sư tôn đã dạy, dẫn dắt chúng sinh thập phương đi theo Bồ Tát ở Tây Phương thôi. Rất tốt. Người vào địa ngục là muội. Người nghe lời sư tôn cũng là muội. Kể từ giây phút bị giam cầm ở trong đạo Hoa Viên, hách liên bằng ta ân đoạn nghĩa tuyệt với sư môn rồi. Sư huynh, huynh không thể Âu Dương giận gì. Dù muội có nói gì thì cũng khó khiến ta quên nỗi hận với sư môn. Kẻ cản ta, giết chết hết. Dù che đại bạch, đi. Triển hộ vệ, triển hộ vệ, triển hộ vệ, triển hộ vệ. Cái gì? Hắn không giết được. Vậy bao hắc tử vẫn còn sống. Hồi bẩm thái sư, nghe nói Triển Chiêu bị thương, bao chững thì bình an vô sự. Vậy hắn đâu? Quỷ La Sát đâu? Thuộc hạ không biết. Hồi bẩm thái sư, hắn có quay trở lại cướp Hoa Hoa Thần không? Hồ đồ. Nếu là như vậy, chúng ta có bình an đứng đây bàn luận không? Vậy quỷ cao nói rất có lý. Vậy hắn không nói tiếng nào đã đi sao? Chưa lấy được Hoa Hoa Thần, Quỷ La Sát chắc chắn không buông tay đâu.
Quý cao. Có. Người nói coi bây giờ chúng ta phải làm sao? Hồi bẩm thái sư, chúng ta chờ cái gì? Chờ mà xem hắn có pháp lực thông thiên không. Nếu hắn thực sự giết chết được bao chửng thì hắn chắc chắn sẽ giết chết. Bốn phủ sẽ vào cung gặp hoàng thượng, mời ngữ y chữa trị cho cậu. Bao đại nhân xin dừng bước. Âu Dương cô nương, công tôn tiên sinh tinh thông y thuật, ngữ y đại nội chưa chắc giỏi hơn mấy. Cô nương quá khen, tại hạ không giỏi lắm đâu. Công tôn tiên sinh không cần khiêm tốn. Vết thương này của Triển Hồ Vệ không phải dùng y thuật bình thường là chữa trị được. Âu Dương cô nương cũng tinh thông y thuật sao? Không phải đâu đại nhân. Vết thương của Triển Hồ Vệ là do Hách Liên sư huynh đánh trúng, cùng một môn phái, cho nên ta mới có thể biết được cách chữa trị, không phải là tinh thông y thuật. Ý của Âu Dương cô nương là, nếu như bao đại nhân tin tưởng ta thì hãy giao Triển Hộ Vệ cho ta. Chuyện này e rằng công tôn tiên sinh có gì lo lắng? Không phải, chỉ là tại hạ muốn hỏi cô, Triển Hộ Vệ bị thương ở đâu? Huynh ấy không nên cố gắng chống đỡ đại thủ ấn của Hách Liên sư huynh. Bây giờ tim phổi của huynh ấy thay đổi vị trí, khí huyết trào ngược. Vậy có còn cứu được không? Cứu thì vẫn cứu được, chỉ có điều phải chờ tới khi âm khí nặng nhất, khi mạch máu yếu nhất mới cứu được. Vậy phải chờ tới nửa đêm sao? Đúng vậy. Đa tạ cô nương, bốn phủ sẽ nhớ ơn cô. Nói hay lắm. Bao đại nhân có muốn biết tại sao Hách Liên sư huynh phải làm vậy không? Bốn phủ thực sự rất muốn biết. Tai bay dạ gió, chỉ có thể nói là tai bay dạ gió. Đây không phải là ý của Hách Liên sư huynh. Vì Sâm Hoa Nhi, Hách Liên sư huynh đã mất lý trí rồi. Sâm Hoa Nhi chính là Sâm Dương ngàn năm mà các ngài đồn Hoa Hoa Thần đấy. Các huynh đệ, tập trung tinh thần, canh gác nghiêm ngặt. Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, ta và các huynh đệ không gánh nổi đâu. Nghe rõ chưa? Rõ. Là cái gì vậy? Hình như là con chim. Chim. Đúng vậy. Ngươi đừng nói lung tung bậy bạ. Ra ngoài, ra ngoài. Đừng làm Hoa Hoa thức giấc. Chuyện mà ta đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Các ngươi ra ngoài hết đi. Thái sư mời. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn Sâm Hoa Nhi đi. Tới chừng đó ta muốn có được thuốc giải. Nhưng chuyện người hứa vẫn chưa làm xong. Bao chửng hắn, bao chửng sẽ đau đớn hơn chết. Qua ngày mai ngươi không cần lo lắng điều gì nữa. Nhưng mà hắn định làm gì thế? Bẩm thái sư, hắn định làm gì mặc kệ hắn. Chúng ta chờ mà xem. Như vậy không được. Hắn vẫn chưa làm gì bao hắc tử hết. Lỡ như ngày mai hắn muốn dẫn Hoa Hoa Thần đi. Hoa Hoa Thần ở trong tay chúng ta. Thái sư, chúng ta không đồng ý. Hắn muốn dẫn Hoa Hoa Thần đi cũng không dễ lắm đâu. Nói vậy mới đúng. Bao hắc tử không chết, hắn đừng mơ dẫn Hoa Hoa Thần đi. Người học trò muốn giết không chỉ là bao hắc tử. Ý ngươi là sao?
Bẩm Thái sư, nếu như hắn có thể giết chết Bao Chẩn, ai nói hắn không thể giết chết? Giết ai? Hoàng thượng. Thái sư, điều quan trọng là Hoa Hoa Thần ở trong tay chúng ta. Xâm dương ngàn năm, chuyện này thì có liên quan gì tới đại nhân? Tai bay dạ gió, Âu Dương cô nương không phải nói là tai bay dạ gió sao? Học trò ngu muội, học trò không hiểu. Chuyện này tiên sinh phải kết hợp với suy đoán của Triển Hộ Vệ thì sẽ hiểu ra thôi. Ý đại nhân là hôm qua Triển Hộ Vệ về phủ bẩm báo nói là tốc độ di chuyển của họ vượt xa tưởng tượng, nhưng mà dựa vào hướng đi của họ, thuộc hạ nghi ngờ bọn họ đi về phủ Thái sư ở hướng tây bắc. Bàn Thái sư? Chẳng lẽ đây là kế mượn dao giết người của bàn Thái sư? Vậy xâm dương ngàn năm nếu như đang ở trong tay của bàn Thái sư thì tất cả mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Bàn Thái sư đúng là nham hiểm độc ác. Đây chỉ là suy đoán của bổn phủ thôi. Công tôn tiên sinh. Dạ, kêu họ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Không được đâu đại nhân. Nếu Pháp Dương quay lại thì sao? Nếu như mọi chuyện do một tay bàn Thái sư sắp đặt thì Pháp Dương chắc chắn quay lại. Công tôn tiên sinh, trước khi Pháp Dương quay lại, bổn phủ muốn ông và tất cả hộ vệ rời khỏi đây. Đại nhân. Đại nhân, đây là ý của bổn phủ, ông hiểu không? Học trò đã hiểu. Nếu như ta không nhìn lầm thì huynh chịu đựng được nỗi đau khi thay đổi vị trí tim phổi. Mình nhất định phải cứu huynh ấy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ai? Đừng sợ, là ta. Bạch Đại Hiệp, cậu vẫn chưa đi? Ta không yên tâm. Tiễn Chiêu bị thương rất nặng. Công tôn tiên sinh, theo như ông thấy, cô nương đó có cứu được Triển Chiêu không? Theo ta thấy, Triển Hộ Vệ chắc chắn không có vấn đề gì. Bây giờ ta chỉ lo cho Bao đại nhân. Bao đại nhân cũng bị thương. Không phải, ý ta là yêu nhân đó rõ ràng tới đây là để giết Bao đại nhân. Trên quẻ bói cũng đã hiện lên rõ điều này. Đáng lẽ chúng ta nên bảo vệ đại nhân ngày đêm. Kệ hắn là ai, từ khi hắn hạ gục quân đệ chúng ta trước, nếu không đừng mơ lại gần đại nhân trong phạm vi 10 thước. Đừng ngốc nữa. Yêu nhân đó nếu thật sự muốn giết người, đừng nói là 10 thước, cho dù là 10 dặm, hắn cũng có cách lấy mạng chúng ta. Đây đúng là điều khiến ta lo lắng. Ngay cả cơ hội phòng vệ chúng ta cũng không có. Đúng vậy. Từ khi biết được kế hoạch của hắn để đề phòng trước, nếu không thật sự không có cơ hội. Bạch Đại Hiệp có cao kiến gì không? Cao kiến không có. Ta có thể điều tra gốc gác của yêu nhân đó, sau khi điều tra ra mới bàn bạc được. Đa tạ cậu. Vừa nãy đi đâu vậy? Ta nghĩ cậu ấy đi tới phủ Thái sư. Đừng lên tiếng. Nhưng lúc sư bá ta làm pháp thuật, ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài.
Thái sư, thái sư, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Ngươi im đi để ta nói mau đi. Quỷ La Sát đó rốt cuộc muốn giở trò gì? Tên quỷ La Sát đó hành động rồi, khua tay múa chân, chắc chắn là đang làm pháp thuật. Ông có nhìn kỹ không? Rốt cuộc hắn đang làm pháp thuật gì? Ta nhìn rất kỹ, nhưng không biết hắn làm pháp thuật gì. Người muốn biết thì đi coi đi. Hắn làm pháp thuật gì? Sau đó về nói cho thái sư biết. Sao vậy Lư sư gia? Ông dám nói chuyện với ta kiểu này sao? Ai biểu ngươi hỏi nhiều? Sao tự nhiên nổi nóng với ta? Được rồi, hắn làm pháp thuật gì mà kệ hắn. Nếu hắn không giết chết Bao Chưởng thì đừng có mơ có được Qua Qua Thần. Thái sư anh minh, ngài nói đúng. Chỉ cần giết chết Bao Chưởng là được. Hắn làm pháp thuật gì thì mặc kệ hắn. Đáng ghét, tên bàn thái sư đó đúng là muốn giết chết Bao đại nhân. Người muốn giết Bao đại nhân e rằng không chỉ có bàn thái sư. Ý cậu là sao? Kẻ đưa ra ý kiến là Quý Cao. Quý Cao? Quý Cao, đúng vậy, chính là Quý Cao. Vậy là phải rồi. Sau khi mấy cẩm y vệ của Phủ Tương Dương bị trúng độc mà chết, tên lão tặc đó đã tới nương nhờ bàn thái sư. Đại nhân, có chuyện gì? Đại nhân, ông đi giúp Bao đại nhân. Ta ra ngoài coi thử. Được, mau giữ chặt Bao đại nhân. Mau, đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài sao vậy? Đại nhân, đại nhân, sao vậy? Đừng nhúc nhích nữa. Ngươi mà nhúc nhích, pháp thuật nhà ô của ta sẽ không linh nghiệm. Đi, chúng ta đi mau.
Thái sư, Thái sư, Thái sư, Thái sư. Sao hả? Nhìn kìa. Này, quả quả thần đâu? Mau, quy động tất cả binh lính đi tìm cho lão phu. Cho dù có lực tung cả Khai Phong lên cũng phải tìm cho được quả quả thần. Dạ. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Không có ích đâu, bọn họ trúng tà rồi, có kiều cũng vô ích. Vậy ta đi tìm quỷ La Sát. Khoan đã, chuyện này không được để cho hắn biết. Thái sư, nếu như quỷ La Sát biết được, lão phù sẽ không giết được bao chửng. Chuyện qua qua thần mất tích không giấu được quỷ La Sát đâu. Hay là không được nói, ít ra bây giờ không được nói. Phải chờ quỷ La Sát giết bao chửng. Bao chửng chết rồi, chúng ta mới nghĩ cách đối phó hắn. Chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Chạy mau, chạy mau lên, bọn họ sắp đuổi tới rồi. Mau lên, mau lên. Sao vậy qua qua thần? Sao không chạy nữa? Chúng ta phải chạy mau, không chạy là không kịp đâu. Đừng o o nữa, đừng để chúng chạy. Người xấu tới rồi, chúng ta chạy mau. Chạy đi đâu? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Nữ hoa, để hoa hoa thần lại. Ta sẽ cho ngươi đi. Không được, hoa hoa thần là do trời đất nuôi dưỡng, không thuộc về bất cứ ai. Ngươi không được dẫn nó đi. Nói nhiều quá. Cùng tiễn thủ. Dạ. Bắn. Bắn tiếp. Cuối cùng cũng bị bắt được rồi. Lần này ngươi chạy không thoát đâu. Lên. Sao vậy, Âu Dương cô nương? Nguyễn Nhi gặp chuyện rồi. Gặp chuyện rồi. Âu Dương cô nương, ta Triển Hồi vệ, đừng làm tổn thương nguyên khí, ngồi xuống nghỉ đi. Ta đi một lát sẽ về ngay. Âu Dương cô nương, đừng giành với ta, ngồi xuống nghỉ đi. Đây là thân pháp gì vậy? Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi, Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi. Phủ Thái Sư. Quang đường, quang đường. Nó chỉ là một con chim, sao người nói nó là một nha đầu? Làm gì có chuyện quang đường như thế? Bẩm Thái Sư, thuộc hạ đâu dám nói dối. Thuộc hạ và các huynh đệ tận mắt nhìn thấy, sau khi cô ta bị thương liền biến thành con chim này. Nhìn đi, nó đang chảy máu này. Quý cao. Thái Sư, học trò nhìn thấy chim bồ câu này rồi. Ngươi chắc chắn là có điều quyền bí. Có điều quyền bí.
Cô là ai? Sao dám xông vào phủ thái sư? Ta tới tìm Hách Liên sư huynh của ta. Người đâu? Bắt cô ta. Dạ. Giết. Hách Liên sư huynh. Tham kiến sư cô. Quyển Nhi đâu? Quyển Nhi gì chứ? Khải bẩm thái sư, chuyện gì hốt hoảng vậy? Bẩm thái sư, lại có một yêu nữ tới đây. Yêu nữ đó? Cái gì? Đem con chim bồ câu này để trong mật thất, phái người canh giữ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Dạ. Hách Liên sư huynh, lời tốt lời xấu ta nói hết rồi, nhưng huynh vẫn không chịu tỉnh ngộ, cứng đầu cố chấp. Quyển Nhi mà huynh cũng làm bị thương. Mùi nói bậy cái gì thế? Cả đêm ta và nha đầu không hề rời khỏi pháp đàn một bước. Làm sao làm Quyển Nhi bị thương được? Pháp đàn? Huynh làm pháp thuật. Pháp thuật gì? Sư hồn mê tâm. Bao đại nhân. Hách Liên sư huynh, huynh không quan tâm tới giới luật của sư tổ, làm âm cung tà pháp, huynh chắc chắn sẽ bị sét đánh đấy. Hách Liên sư huynh, sao huynh có thể làm tà pháp với Bao đại nhân? Huynh bao chuẩn có khôi tinh hộ thân, nếu không làm vậy ta không trị được hắn. Đều tại muội, đều tại muội ép ta. Hách Liên sư huynh, ta rất muốn tu thành thất trọng thiên đạo, dù sao chúng ta cũng là huynh muội đồng môn, tại sao muội lại ngăn cản ta? Tại sao? Sâm Hoa Nhi được trời đất nuôi dưỡng, là tinh hoa thiên hạ. Nó tu hành ngàn năm để được trở lại phàm trần, giúp đỡ bá tánh chúng sinh. Sao huynh có thể làm trái quy tắc của sư môn, vì sự ích kỷ của mình giết người vô tội, huynh cướp phúc của chúng sinh để được đắc đạo lên trời? Những người tu pháp hộ đạo như chúng ta không thể làm như vậy. Hách Liên sư huynh, huynh sẽ xa vào ma giới đấy. Ta muốn tu thành thất trọng thiên đạo, không có ai cản ta được. Được, ta cũng chỉ nói tới đây thôi. Thiện ác nhân quả phụ thuộc vào quyết định của huynh. Nếu như Quyển Nhi có bất trắc gì, ta sẽ tới hỏi tội huynh. Hách Liên sư huynh, hy vọng đây không phải là lần cuối cùng ta gọi huynh bằng sư huynh. Huynh suy nghĩ cho kỹ đi. Ta không có gặp Quyển Nhi, ta không biết Quyển Nhi đã gặp phải chuyện gì. Không thể hiểu nổi, thật sự không thể nào hiểu nổi. Thái sư, ngài đã nhìn thấy chưa? Đạo hạnh của nha đầu đó có thể mạnh hơn quỷ la sát này đấy. Đúng, thái sư anh minh. Quỷ la sát đó hôm qua mặt mày nhăn nhó từ phủ Khai Phong trở về, chắc chắn là bị con nha đầu này ép buộc rồi. Cơ hội của chúng ta tới rồi. Không hay rồi, Pháp Dương, Pháp Dương, không hay rồi, Pháp Dương không hay rồi. Ai cho các ngươi vào pháp đàn? Không vào thì không được đâu. Hoa Hoa Thần đã bị một nữ la sát bắt đi rồi. Không có được Sâm Hoa Nhi, ta sẽ không buông tay. Ai đó? Nó là cái gì thế? Các người canh chừng nó, ta đi bẩm báo Triển đại nhân. Triển đại nhân, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Triển đại nhân, phía trước có một thứ gì đó, người nói rõ hơn đi. Tiểu nhân không nói rõ được. Triển đại nhân, ngài mau đi coi đi.
Triển hầu vệ. Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương, mau dẫn ta đi gặp Bao đại nhân. Sao vậy? Đừng hỏi nữa, mau dẫn ta đi gặp ngài ấy. Âu Dương cô nương, xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi ta nữa, ta phải gặp Bao đại nhân ngay. Nhưng mà bây giờ đại nhân không ở trong phủ. Không ở trong phủ, ngài ấy đã đi đâu? Khi trời gần sáng, đại nhân đi vào cung để thượng kiều. Chết rồi, lúc này sao ngài ấy có thể thượng triều được? Âu Dương cô nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bao đại nhân bị sư huynh của ta làm pháp thuật. Đại nhân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Thần Bàn Cát muốn tấu. Bàn Khanh có gì muốn tấu? Khải bẩm hoàng thượng, thủ tướng Tây Cương Dương Thành ngang ngược hống hách, lạm dụng chức quyền, kiều binh lính của mình đánh đuổi mục dân, làm cho Tây Hạ Dương Nguyên Hạo vô cùng bất mãn. Có chuyện này sao? Tại sao Dương Thanh ngang tàn như vậy? Khải bẩm hoàng thượng, Dương Thanh làm như vậy không những làm rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta và Tây Hạ, mà còn có thể gây ra hỗn loạn tại Tây Cương. Thần cho rằng nên lập tức ra lệnh Dương Thanh về kinh trị tội, để Tây Hạ Dương không còn mượn cớ gây sự. Xin hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Tây Cương là vùng đất trọng yếu của Đại Tống, không thể để Dương Thanh làm hỏng việc. Trẫm phê duyệt tấu chương của khanh, ra lệnh Dương Thanh về kinh trị tội. Thần tuân chỉ. Hồ đồ. Cái gì? Bao Chưởng khanh vừa nói gì? Thần nói hồ đồ. Bao Chưởng, khanh nói trẫm hồ đồ. Liêu quân tấn công, Nguyên Hạo không sợ, đánh trả quyết liệt. Dương tướng quân mở rộng cửa thành. Nguyên Hạo dẫn binh lính vào thành, nhưng lại bị Dương tướng quân đánh bại. Hoàng thượng không điều tra kỹ càng, mà lại nghe theo lời thái sư nói, ra lệnh Dương tướng quân về kinh trị tội. Xin hỏi hoàng thượng, đây không phải hồ đồ thì là gì? Bảo Chưởng, có thần. Ở Kim Loan Điện không được vô lễ. Bao Chưởng to gan, ngài được hoàng thượng yêu thương, không chịu trả ơn hoàng thượng mà lại bất kính với hoàng thượng, làm hoàng thượng tức giận. Tội bất kính với hoàng thượng là tội tại trời, theo Dương pháp thì sẽ bị chém đầu. Khải bẩm hoàng thượng, bàn thái sư, đừng nóng vội quá, đứng sang một bên. Hoàng thượng, Bao Chưởng này, thái sư, thần tuân chỉ. Bao Chưởng, có thần. Khanh trung thành với trẫm, mọi người đều biết. Hôm nay người dám cãi lại lời trẫm, nói lời sằng bậy, trẫm thật sự cảm thấy rất khó hiểu về thái độ của khanh. Khanh muốn giải thích không? Lời thật khó nghe, nói nhiều vô ích, không có gì để giải thích. Khanh hỗn xược. Khanh thật sự rất hỗn xược. Bãi triều. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái gì? Công tôn tiên sinh, sao lại như vậy? Triển hộ vệ, chuyện Bao đại nhân bất kính với hoàng thượng đã truyền khắp kinh thành rồi, sao có thể là giả được? Tại sao lại như vậy? Ta đã tới trễ một bước. Triển hộ vệ, bản thân Bao đại nhân không biết mình nói gì hay đã làm gì. Ý cô là sao? Sư huynh của ta đã làm pháp thuật. Huynh ấy đã dùng pháp chú với Bao đại nhân, điều khiển tâm trí của Bao đại nhân. Ta cần phải giải được pháp chú bằng bất cứ giá nào. Chúng ta đi gặp Bao đại nhân. Cô nương khoan đã, bây giờ Bao đại nhân không muốn gặp ai hết. Ngay cả Dương Triệu Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ cũng bị đuổi ra khỏi thư phòng. Sao lại như vậy chứ? Không gặp cũng phải gặp. Không giải được pháp chú, sau này Bao đại nhân chắc chắn sẽ gây thêm nhiều rắc rối.
Phủ Thái Sư. Lợi hại lắm, lợi hại lắm. Cuối cùng lão phu đã nhìn thấy ở Kim Loan Điện bất kính với hoàng thượng. Lần này bao chuẩn có bản lĩnh cỡ nào cũng chắc chắn sẽ chết. Không có sự thúc ép của ta, hắn sẽ không chết dễ dàng đâu. Pháp Dương, chuyện này tới đây chấm dứt. Chuyện còn lại Pháp Dương không cần bận tâm nữa. Lão phu, ta làm gì kệ ta, người không được ra lệnh cho ta. Thái sư, theo như học trò thấy thì Pháp Dương nói đúng đấy. Hắn nói rất đúng. Vậy lão phu nói sai sao? Không phải như thế. Bất kính với hoàng thượng có thể nói chính là tội nặng nhất. Cho dù hắn không bị xử trảm thì hắn có muốn trở mình cũng không dễ dàng chút nào. Thái sư, ngài hãy nghe cho rõ đây. Người ta nói quân tử lấy đức thu phục người. Đây chính là thời cơ rất tốt để ngài thể hiện lòng nhân hậu. Lấy đức để thu phục người, thể hiện lòng nhân hậu. Các người ở bên ngoài chờ ta. Âu Dương cô nương, hãy tin ta. Cho dù các người có nghe thấy tiếng gì cũng không được vào trong. Sư phụ, người bị sao vậy? Sư phụ, sư phụ, người sao vậy? Sư phụ, hắn bị sao vậy? Tại sao lại như vậy? Thái sư, theo học trò thấy thì hắn chắc chắn đang đấu với sư muội của hắn đấy. Âu Dương cô nương, đại nhân sao rồi? Không sao, đã khỏe lại rồi. Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương, muội đã phá pháp hồn của ta, ngay cả tính mạng của mình muội cũng không cần sao? Muội muốn cứu bao chững? Được, ta không tin là ta không giữ được hồn phách của hắn. Sư muội, tính mạng của bao chững sẽ mất trong tay của muội đấy. Đây là thuốc do Công Tôn tiên sinh bốc cho cô, ta sắc cho cô. Nào, uống đi. Đa tạ huynh. Đa tạ cái gì? Nếu như không nhờ cô, không chỉ có ta mất mạng, mà cả bao đại nhân cũng lành ít dữ nhiều. Người nên nói đa tạ phải là ta. Đừng nói vậy, sư huynh đã gây ra họa, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Uống thuốc đi.
Sao vậy? Bao đại nhân, ta sợ Bao đại nhân nhớ những chuyện đã xảy ra đối với ngài ấy. Ngài ấy, đại nhân đã biết rồi. Ngài ấy biết rồi. Không thể nào. Theo lý thì chỉ có một chút ấn tượng, không thể nào nhớ hết được. Là đại nhân ép Công Tôn tiên sinh nói ra. Ta cũng nghĩ vậy. Thắng đường. Sao vậy? Thắng đường. Sao bây giờ lại thắng đường chứ? Phủ Khai Phong. Đại nhân, khiêng đi. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, triển hộ vệ. Đại nhân, tại sao lại làm như vậy? Đừng cản bổn phủ. Theo bổn phủ vào cung chịu đòn nhận tội. Không, đại nhân không có tội gì hết. Chẳng lẽ cậu muốn chống lại lệnh của bổn phủ? Thuộc hạ không dám. Tránh ra đi. Đại nhân, tránh ra. Dạ. Phủ Khai Phong. Bao Chẩn mang theo Hổ Đầu Đao vào cung nhận tội. Bẩm thái sư, chuyện này chính mắt thuộc hạ đã nhìn thấy, hoàn toàn chính xác. Tốt, tốt lắm. Chúc mừng thái sư, chúc mừng thái sư. Lần này Bao Hắc Tử thảm rồi. Đối đầu với lão phu thì sẽ có kết cuộc bi thảm, không thể trách người khác. Nhưng mà sao vậy? Không có gì, không có gì. Cứ việc nói thẳng ra. Thái sư, theo học trò thấy thì tuy Bao Hắc Tử tự xin cho mình chết, nhưng mà hoàng thượng chưa chắc đồng ý.
Vậy ý của ngươi là lão phu nên đi gặp hoàng thượng trước, cắt đường lui của hắn? Không, thái sư nên đi xin hoàng thượng tha tội cho hắn. Cái gì? Xin hoàng thượng tha tội cho hắn? Lão phu muốn giết chết hắn, giờ là thời cơ tới. Ngươi kêu lão phu đi cầu xin, xin thái sư bớt giận, hãy nghe học trò nói lý do. Tốt nhất ngươi phải nói ra lý do chính đáng. Thái sư, tên báo hắc tử đó tuy hoành hành bá đạo, nhưng hắn lại được hoàng thượng tin tưởng. Bây giờ mặc dù là khi quân phạm thượng đáng bị xử trảm, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, hoàng thượng chắc chắn có nghi hoặc. Với lại triều đình cũng có nhiều người ủng hộ bao hắc tử. Nếu như xử trảm hắn, chắc chắn là những người ủng hộ hắn sẽ đem tất cả oán hận đổ hết lên đầu thái sư. Điều này cũng không tốt cho thái sư lắm. Nói tiếp đi. Thái sư, theo học trò thấy thì chúng ta nên tha cho hắn. Thái sư đích thân đi cầu xin cho hắn, sẵn tiện giúp hoàng thượng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, tha chết cho hắn. Tất cả mọi người trong triều chắc chắn sẽ kính nể thái sư. Thái sư, sau khi tên bao hắc tử đó từ quan về quê, chúng ta thích chơi thế nào thì chơi như thế đó. Như vậy không tốt hơn là để hắn chịu đòn nhận tội như một anh hùng sao? Một mũi tên trúng hai đích, xin thái sư cân nhắc. Chuẩn bị kiệu. Bao chuẩn ơi bao chuẩn, ta sẽ chờ mà xem bộ dạng nhếch nhác thảm bại của ngươi. Bây giờ trẫm phải làm sao mới được đây? Tại sao Bao Khanh lại trở nên hồ đồ như vậy? Bàn thái sư cầu kiến. Khải bẩm hoàng thượng, bàn thái sư cầu kiến. Tuyên. Tuân chỉ. Tuyên bàn thái sư tấn kiến. Thần bàn cát khấu kiến hoàng thượng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy rồi nói: tạ ơn hoàng thượng. Khải bẩm hoàng thượng, thần nghe nói bao chưởng của phủ Khai Phong, trẫm đang phiền não vì chuyện này, không biết có nên xử trảm không? Khải bẩm hoàng thượng, theo vi thần thấy thì chuyện này không phải chuyện nhỏ, hoàng thượng e rằng khó mà tránh né. Nhưng mà trước mặt văn võ bá quan kêu trẫm làm sao xử trảm? Bẩm hoàng thượng, luật pháp đại tống như núi, nên trảm thì phải trảm. Hoàng thượng thống trị thiên hạ, nên tha thì phải tha. Theo ý của bàn khanh, bao chưởng bất kính với trẫm, nên trảm hay nên tha? Bẩm hoàng thượng, bao chưởng biết luật phạm luật, bất kính với người, khi quân phạm thượng là tội rất nặng,
Về mặt luật pháp mà nói, nên trảm. Nhưng mà lại không thể trảm. Khanh cũng cho rằng không thể trảm. Hoàng thượng, Bao Chưởng cai quản Khai Phong đã nhiều năm, không cần biết Bao Chưởng có lập được công không, chỉ dựa vào sự kính nể của bá tánh Khai Phong đối với ông ấy, thì thần thấy trảm ông ấy không phải là cách hay, chỉ bằng tha cho ông ấy. Làm như vậy thì không những khiến bá tánh phục, mà còn thể hiện được ân đức của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói có phải không? Ý của Bàn Khanh là kêu trẫm phải tha cho Bao Chưởng. Xin Hoàng thượng suy xét lại. Đúng vậy, đúng là trẫm không nhẫn tâm xử trảm Bao Chưởng, nhưng trẫm không thể nhiễu loạn triều cương luật pháp. Đây mới là điều khiến trẫm đau đầu. Trẫm muốn tha cho Bao Chưởng, nhưng lại không biết tha như thế nào. Vi thần biết Hoàng thượng rộng lượng từ bi, nên mới liều mình vào cung cầu kiến Hoàng thượng. Bàn Khanh, Khanh có cách gì phải không? Cải bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng vừa khó né tránh, vừa khó định đoạt. Chi bằng, Khanh hãy nói mau đi. Tuân chỉ. Hoàng thượng để Di thần truyền ý chỉ. Nếu có chuyện gì, tất cả tội lỗi Di thần sẽ gánh hết. Di thần ngu ngốc, xin Hoàng thượng phê chuẩn. Bàn Khanh, Khanh lúc nào cũng một lòng trung thành với trẫm. Trẫm đã không nhìn lầm Khanh. Hoàng thượng, Di thần ngu ngốc, thề trung thành với người cho tới lúc chết. Tốt, trẫm sẽ ban chỉ cho Khanh. Tạ ơn Hoàng thượng. Kim Loan Điện. Thánh chỉ tới, quỳ xuống nghe đọc. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giết. Mặc dù luật pháp rất nghiêm minh, nhưng trẫm khoan dung rộng lượng, cho nên trẫm mới quyết định ân xá cho tội thần. Tội thần Bao Chưởng biết luật phạm luật, theo luật mà luận tội, phải bị xử trảm. Nhưng nể tình Bao Chưởng cả đời thanh liêm, lập nhiều công lao, dựa theo ý của Bàn Khanh, xá miễn tội chết, tước bỏ chức quan, về quê sinh sống, rời xa kinh thành. Dễ thị mưu thần tuyệt đối không được đi theo. Khâm thử. Tạ ơn đi. Hoàng thượng, Bao đại nhân bị quan. To gan, hỗn xược. Trong lòng thái sư hiểu rõ, Bao đại nhân bị vu oan. Đứng trước Kim Loan Điện đọc thánh chỉ, mà các ngươi lại dám làm loạn. Phủ Khai Phong các ngươi muốn tạo phản có phải không? Nhưng mà thái sư, Bao đại nhân ngài ấy im đi. Khâm thử, tạ ơn. Thần Bao Chưởng tiếp chỉ. Tạ chủ long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bao Chưởng, có. Ân tình này ông nhận cũng được, không nhận cũng được. Để giữ tính mạng của ông, lão phu đã cố gắng hết sức. Lão phu cũng không cần ông tạ ơn. Trước khi mặt trời lặn, ông phải rời khỏi kinh thành. Ông đã nghe rõ ý chỉ của Hoàng thượng rồi. Dễ thị mưu thần, tuyệt đối không được đi theo. Đi đi. Tạ ơn thái sư. Phủ thái sư, chúc mừng thái sư. Lần này thái sư trút bỏ được oán hận rồi. Bao Chưởng à, Bao Chưởng, lão phu rất muốn coi thử ngươi sẽ trở mình bằng cách nào đây.
quý cao, có học trò, sao ta thấy ngươi không vui vẻ chút nào vậy? Ngươi đồng tình với Bao Hắc Tử hay là ngươi còn có ý nghĩ gì khác? Bẩm thái sư, quan cho học trò quan quá. Vậy ngươi cao có nhăn nhó trong lòng ngươi đang nghĩ gì? Quý cao, nếu ngươi không nói ra một lý do chính đáng, thái sư sẽ tức giận đấy. Bẩm thái sư, học trò đang lo lắng. Lo lắng? Ngươi lo lắng Bao Hắc Tử bị đuổi ra khỏi thành một mình, lỡ gặp phải hổ dữ hay kẻ xấu thì không được cứu, có phải không? Nói đi, ngươi đang lo lắng chuyện gì? Bẩm thái sư, nghe nói Triển Chiêu và Công Tôn Sách ở trước điện quấy nhiễu Tuyên Chỉ, ở trước điện kêu oan. Như vậy thì sao? Lão Phu làm theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng, bọn họ kêu oan cũng đâu kết gì. Thái sư, bọn họ dám đi kêu oan, tức là bọn họ thấy không phục. Đã thấy không phục thì chúng ta không thể không đề phòng bọn họ bày trò hãm hại chúng ta. Bọn họ có thể bày trò gì? Thái sư, thái sư đừng quên, Triển Chiêu là ngự tiền đới đao hộ vệ tứ phẩm đi. Đới đao hộ vệ thì sao chứ? Hắn không bị ngăn cấm, có thể tự do ra vào hoàng thành. Lỡ như hắn tức giận xông vào hoàng thành gây ra cảnh hỗn loạn thì chúng ta khó mà chu toàn đại cuộc. Lão Phu đã có cách rồi. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu vua không cho thần chết, sao thần có thể kháng chỉ mà chết? Thật là đau đớn tột cùng, sống không bằng chết. Từ bây giờ đành phải nhẫn nhịn sống lầy lất qua ngày mà thôi. Âu Dương cô nương, đại nhân, đây không phải là lỗi của ngài. Ở Kim Loan Điện, bất kính với hoàng thượng, văn võ bá quan nhìn thấy, bốn phủ làm sao giải thích? Đại nhân, đại nhân có thể nói với hoàng thượng mọi chuyện đều là do Pháp Dương làm ra. Nhưng mà làm sao chứng minh bổn phủ nói năng sằng bậy chỉ là do quái lực loạn thần chứ? Đây ta có thể chứng minh. Âu Dương cô nương, Bao đại nhân, chuyện mà Hách Liên sư huynh làm được ta cũng làm được. Ta có thể ở trước mặt hoàng thượng chứng minh đại nhân đã bị pháp lực điều khiển. Đại nhân, Âu Dương cô nương có thể chứng minh ngài trong sạch. Muộn rồi. Chưa muộn. Đại nhân, bây giờ thuộc hạ sẽ dẫn Âu Dương cô nương vào cung gặp hoàng thượng. Triển hộ vệ không được nóng nảy. Âu Dương cô nương có thể chứng minh bổn phủ trong sạch. Nhưng mà vua không nói hai lời, sao có thể vì bổn phủ mà thu lại thánh chỉ của mình? Làm như vậy không phải khiến cho hoàng thượng khó xử sao? Bao đại nhân, ngài nghĩ coi, nếu như hoàng thượng vì chuyện không rửa quan cho ngài mà bị nói là một vị vua không biết phân biệt đúng sai, thì trách nhiệm này người nào có thể gánh? Đại nhân, cứ để Âu Dương cô nương đi thử. Đại nhân, đại nhân, các vị, trước khi mặt trời lặn, bổn phủ nhất định phải tuân chỉ rời khỏi kinh thành. Triển hộ vệ, cậu còn không đi mau, dẫn Âu Dương cô nương vào cung gặp hoàng thượng. Âu Dương cô nương, chúng ta đi. Kim Loan Điện. Triển hộ vệ, bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi,
Tại sao ngươi không đi tiễn chủ tử của ngươi rời khỏi kinh thành mà lại tự ý xông vào đây? Ta muốn gặp hoàng thượng. Triển chiêu, ngươi đúng là không biết lớn nhỏ, không biết quy tắc. Nhìn thấy lão phù ngươi không quỳ xuống tham kiến, mà còn dẫn yêu nữ này vào cung làm loạn. Ngươi coi Kim Loan Điện này là phủ khai phong của ngươi sao? Triển mổ được ngự phong, ngươi tiền đới đa hộ vệ tứ phẩm, chẳng lẽ không được vào cung? Được chứ, dĩ nhiên được. Ngươi vào được. Cô ta, yêu nữ không rõ gốc gác, không vào được. Ngươi, đứng yên. Quyển Nhi, đúng vậy. Hai người các ngươi mà tiến vào Kim Loan Điện một bước, thì các ngươi chắc chắn sẽ nhìn thấy một đống lông chim bồ câu. Thử nghĩ coi, một con chim bồ câu không có lông thì sẽ như thế nào? Người thật đê tiện. Nhưng mà đây không phải là ý của lão phu. Muốn trách phải trách sư huynh cô. Sao hả Triển Chiêu, ngươi còn muốn đi gặp hoàng thượng không? Ngài, cô dám? Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương, chúng ta đi. Không, Triển hộ vệ, đi thôi. Ta không tin không trị được ngươi. Triển hộ vệ, Triển hộ vệ, quỳnh buông tay ra. Triển hộ vệ, quỳnh buông tay ra. Chúng ta quay lại gặp hoàng thượng. Âu Dương cô nương, chúng ta không thể đi. Nguyễn Nhi ở trong tay hắn. Yên tâm, Hổ Dữ không ăn thịt con. Hách Liên Sư Huynh chắc chắn không làm hại Quyển Nhi. Ta đã hiểu rõ Hách Liên Sư Huynh. Ta hiểu rõ Bàn Thái Sư. Bàn Thái Sư dám đứng trước Kim Loan Điện ngăn cản chúng ta, thì có nghĩa là hắn đã hiểu rõ hành động của chúng ta. Nếu như chúng ta cố chấp đi gặp hoàng thượng, cho dù Hách Liên Sư Huynh cô không nói gì, hắn cũng không tha cho Quyển Nhi. Triển hồi vậy, ta thật sự không hiểu nổi. Hắn ở trước mặt hoàng thượng cưu mang bao đại nhân, tại sao bây giờ lại ngăn cản không cho chúng ta đi gặp hoàng thượng? Hắn chắc chắn là có lý do của hắn. Nhưng mà hắn chắc chắn không thật lòng muốn cứu bao đại nhân. Chắc chắn hắn có âm mưu gì đó. Âu Dương cô nương, cô quá lương thiện. Cô không thể nào hiểu được lòng người đáng sợ cỡ nào. Chúng ta nên đi gặp hoàng thượng. Hắn không cản chúng ta được đâu. Đi. Không, chúng ta không thể đi. Không gặp hoàng thượng không cứu được bao đại nhân đâu. Nếu như Quyển Nhi có chuyện gì, bao đại nhân sẽ tự trách mình suốt đời. Mà ta biết Bàn Thái Sư chắc chắn không tha cho chúng ta. Vậy Âu Dương cô nương, chúng ta đi về bàn bạc lại đã. Đi. Phủ Khai Phong. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Các vị đứng dậy đi. Các vị huynh đệ, bốn phủ chỉ để lại cho các vị hai câu: sống chết có nhau, gìn giữ kỷ cương phép nước, cùng nhau cố gắng dốc hết sức lực giúp cho bá tánh. Bảo trọng. Triển hộ vệ, đại nhân, hãy để bọn thuộc hạ tiễn đại nhân tới cửa thành.
Bao đại nhân, Bao đại nhân đừng đi. Đừng đi mà Bao đại nhân. Bao đại nhân xin đừng đi. Bao đại nhân. Bao đại nhân đừng đi mà. Bao đại nhân. Bao đại nhân xin đừng đi. Khai phòng. Bao đại nhân đừng đi mà. Giữ vững lòng tin, không được gục ngã trước khó khăn. Nhớ kỹ, đại nhân, lời nên nói bổn phủ đã nói hết. Sau này gặp lại. Bao đại nhân, Bao đại nhân đừng đi. Bao đại nhân, người đừng đi. Bao đại nhân. Triển hồi vệ, trước khi đi đại nhân đã nói gì vậy? Sống chết có nhau, giữ gìn kỹ cương phép nước, cùng nhau cố gắng, dốc hết sức lực giúp cho bá tánh. Bao đại nhân đừng đi mà. Đáng thương nhất là lão anh hùng khi gặp khó khăn không ai giúp đỡ. Triển hồi vệ, quý nhìn bàn thái sư đi. Hắn chỉ dẫn theo một mình Lư sư gia, không có phó tướng hộ vệ. Đây không giống tác phong của hắn. Đúng vậy, những người khác đã tới phủ khai phong. Sâm Qua Nhi, phủ khai phong làm gì? To gan! Chỉ thị của thái sư, tiếp nhận phủ khai phong, tránh ra. Các người lục soát kỹ từng phòng cho ta, phải bắt sống. Dạ, đi. Ban đầu phải làm sao đây? Ta cũng không biết. Bẩm báo đại nhân không có gì hết. Đi. Phủ thái sư niêm phong. Thái sư ra lệnh, kể từ hôm nay thái sư sẽ tiếp nhận phủ khai phong. Những kẻ tạp nham không được vào trong, chống lệnh sẽ trảm. Nhất định phải đưa Sâm Oa Nhi ra ngoài. Mấy người của phủ khai phong các ngươi, cởi giáp ra về đi. Triển Chiều, ngươi muốn tạo phản à? Bắt hắn. Triển Chiều đừng tốn sức nữa. Ý ngươi là sao? Hoa Qua Thần đã bị người ta đưa đi rồi. Đi. Phủ thái sư. Thái sư, thái sư. Quỷ là sát biến mất rồi. Cái gì? Quỷ là sát biến mất. Có nghĩa là chúng ta vẫn không giấu được quỷ la sát đó sao? Nếu như Hoa Qua Thần rơi vào tay quỷ la sát, thì kế hoạch của chúng ta đối với hoàng thượng sẽ bị phá vỡ. Cũng chưa chắc đâu. Thái sư, chuyện mà quỷ la sát có thể làm được, sư muội của hắn chắc chắn cũng làm được. Ý của thái sư là, ngươi đừng quên, trong tay chúng ta còn có con chim bồ câu trắng. Thái sư anh minh, thái sư anh minh. Công tôn tiên sinh, huynh đệ bọn ta bàn với nhau rồi. Tuy bọn ta không phải là quan lại gì hết, nhưng bọn ta quyết định không làm nữa. Công tôn tiên sinh, bọn ta tới đây để từ biệt. Từ biệt. Các cậu định đi đâu? Công tôn tiên sinh, năm xưa bọn ta theo Triển hộ vệ tới phủ khai phòng để nương nhờ Bao đại nhân. Bây giờ Bao đại nhân đi rồi, bọn ta còn lại phủ khai phong làm gì nữa? Ta hỏi các vị định đi đâu, định làm gì? Không có kêu các vị nói vòng vo, các vị nói thẳng đi. Các vị định ra khỏi thành phải không? Các vị định đuổi theo Bao đại nhân, có đúng không?
Các vị, ta quen các vị đã lâu, suy nghĩ của các vị chẳng lẽ ta không biết? Bây giờ có ai mà yên tâm? Có ai mà không nhớ Bao đại nhân chứ? Nhưng mà nhớ, nhớ thì có ích gì? Cậu tặc bàn thái sư có chuyện gì mà hắn không làm được? Chẳng lẽ ông không biết bây giờ đại nhân của chúng ta đang đi vào chỗ nguy hiểm? Chuyện này tuyệt đối không được nóng vội. Các vị kháng chỉ thì chắc chắn sẽ phạm tội khi quân. Bao đại nhân không cho phép các vị làm như vậy đâu. Chúng ta vẫn nên bàn bạc với Triển hộ vệ rồi mới đưa ra quyết định. Bọn ta đã bẩm báo với Triển hộ vệ rồi. Cậu ấy nói sao? Quỳnh ấy nói cậu ấy cũng kêu các vị tuyệt đối không được kháng chỉ, có phải không? Triển Chiêu, đừng mất lòng tin. Quỳnh quyết định như vậy là rất đúng. Đúng. Không, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Trung và nghĩa khó mà lưỡng toàn. Bây giờ cho dù ta làm gì cũng đều không đúng. Nếu như kháng chỉ, ta sẽ bị coi là người bất trung. Ta biết rõ bàn thái sư có ý đồ xấu, nhưng lại không thể ở lại bên đại nhân, là ta bất nghĩa. Con người càng gặp khó khăn thì phải càng giữ cho tâm mình sáng. Chỉ có những người có tâm sáng thì mới có thể vượt qua khó khăn. Âu Dương cô nương, cô không hiểu đâu. Ngay lúc này ta bắt buộc phải lựa chọn giữa bất trung và bất nghĩa. Ta Quỳnh cho phép Dương Triều Mã Hán rời khỏi thành đi theo Bao đại nhân, cho nên Quỳnh đã đưa ra quyết định rồi. Mà ta nói quyết định của Quỳnh là rất đúng. Ta không để họ đi, nhưng mà ta không nói. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn một mình Bao đại nhân đi vào chỗ nguy hiểm. Cũng không nên đi. Tại sao? Tại vì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Âu Dương cô nương, cô thật sự không hiểu bàn thái sư. Triển Chiêu, Quỳnh cũng không hiểu ta. Đưa tay của Quỳnh ra đi. Đưa tay ra. Quỳnh nhìn cái gì? Lòng bàn tay. Thứ Quỳnh nhìn thấy là lòng bàn tay của mình. Còn ta, ngoài thấy lòng bàn tay của Quỳnh ra, ta còn thấy mu bàn tay của Quỳnh. Bây giờ Quỳnh chỉ nhìn thấy mu bàn tay của Quỳnh, chứ không phải nhìn thấy lòng bàn tay. Có phải không? Ta muốn nói với Quỳnh một điều: mọi chuyện đều không có một mặt. Xem xét ở nhiều góc độ thì cách nghĩ của Quỳnh về sự việc chắc chắn cũng sẽ khác. Âu Dương cô nương, ta biết cô muốn an ủi ta, nhưng mà lúc này ta không cần cô an ủi. Ta không biết nên xem xét ở góc độ nào thì mới có thể giúp Bao đại nhân thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Theo như ta thấy, trừ khi Hách Liên sư huynh có hành động, nếu không Bao đại nhân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Bây giờ ta ở đây, tất cả hành động của Hách Liên sư huynh ta đều nắm rõ. Có thật không? Ta không hiểu rõ quyền môn dị thuật của các người, nhưng mà ta không tin bàn thái sư. Sau khi hắn tốn rất nhiều công sức, lại tha cho Bao đại nhân dễ dàng như vậy. Quỳnh có thể không tin bàn thái sư, nhưng Quỳnh nên tin ta. Bao đại nhân có nhật nguyệt quang qua hộ thân, ngũ thông thần chú của Hách Liên sư huynh cũng không làm ngài ấy bị thương. Những người bình thường muốn lấy mạng ngài ấy cũng đâu có dễ dàng. Lão phu nuôi các ngươi cả đời, bây giờ đã tới lúc các ngươi trả ơn cho ta rồi. Ơn của thái sư, cho dù thịt nát xương tàn, máu chảy đầu rơi, tiểu nhân cũng trả.
không nghiêm trọng như thế đâu. Thái sư chỉ phái người đi giết chết một thư sinh trói gà không chặt thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu. Tiểu nhân nhất định cố gắng hết sức, không giết bà chữ thể không làm người. Rất tốt, đứng dậy đi. Đi, tiểu nhân cáo lui. Người có sao không? Có bị thương không? Người đừng o nữa, vì người o mà bao đại nhân đi mất rồi. Xin lỗi, ta không nên trách người. Muốn trách thì phải trách bàn lão tặc và quý cao. Nhưng mà chúng ta phải mau chóng đuổi theo bao đại nhân. Không biết bàn lão tặc đó sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì đối phó bao đại nhân. Lỡ như bao đại nhân thực sự gặp phải chuyện gì, chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Đại nhân, ở nơi Quan Du này không có cái gì ngon hết. Chút canh rau này đại nhân ráng ăn đi, để lên bàn đi. Cậu cứ đi ngủ. Dạ. Có phải Triển hộ vệ không? Sâm Hoa Nhi. Sâm Hoa Nhi, tại sao ngươi đi theo lão phu? Bạch Thiếu Hiệp, làm bao đại nhân sợ rồi. Giảng bối bái kiến bao đại nhân. Bạch Thiếu Hiệp không cần đa lễ. Bốn phủ, bây giờ lão phu đã là thường dân rồi. Bọn họ thiết vệ của phủ thái sư. Bao đại nhân, xin cho phép tại hạ nói mấy lời không nên nói. Nói đi. Bao đại nhân, ngài không nên rời khỏi phủ Khai Phong. Bốn phủ không muốn rời đi, nhưng không thể kháng chỉ. Bao đại nhân có từng nghĩ ngài bỏ đi như vậy, Đại Tống và Hoàng thượng sẽ đối mặt với nguy hiểm không? Sao người nói vậy? Bây giờ bàn lão tặc đang dùng âm mưu quỷ kế nhiễu loạn triều cương. Còn tên tà môn đạo sĩ Hách Liên Bằng dùng pháp thuật để điều khiển tâm trí của bao đại nhân, thì hắn chắc chắn cũng có thể điều khiển tâm trí của hoàng thượng. Đây, tới chừng đó rồi. Ngoài bao đại nhân ra, có ai có thể thuyết phục văn võ bá quan? Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu quỷ kế của bàn lão tặc. Chỉ có bao đại nhân mới có thể biết được điều quyền bí. Vấn đề là nếu như Hách Liên Bằng thực sự làm vậy thì có ai cản được hắn? Có nó. Sâm Oa Nhi. Sư phụ, bọn họ ở bên kia. Đi. Không giết được. Người nói bao chứng vẫn còn sống. Khải bẩm thái sư, hai huynh đệ đi giết bao chững đã chết rất thảm. Người kêu người nào đi giết bao hắc tử vậy? Tại sao ngay cả một kẻ trói gà không chặt như bao hắc tử cũng không giết được? Bao chững không có ở một mình. Cái gì? Có người ở cùng hắn sao? Người đó là Triển Chiêu hay là Trương Long Triệu Hổ, Dương Triều Mã Hán? Đều không phải. Là ai? Người nói mau đi. Là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường. Tình Bạch Ngọc Đường đáng ghét này. Khải bẩm thái sư, ngoài Bạch Ngọc Đường ra còn có Hoa Hoa Thần nữa. Hoa Hoa Thần? Vậy tại sao bây giờ Hoa Hoa Thần lại rơi vào tay bao chứng vậy? Chuyện này đúng thật kỳ lạ. Tốt, tốt, đây là ý trời, đây là ý trời. Bẩm thái sư, học trò không hiểu. Các người hãy động não mà suy nghĩ đi. Dạ. Bẩm thái sư, thái sư nói rõ hơn đi. Các người nghĩ còn Hoa Hoa Thần đã rơi vào tay bao chứng, quỷ la sát đó có tha cho hắn hay không? Có đúng không? Các người nói coi, đây có phải là ý trời không? Ý trời, ý trời, ý trời.
Không, hôm trước Âu Dương cô nương đã nói, nếu giao Sâm Hoa Nhi cho Hách Liên Bằng thì sẽ cắt đứt hết phúc khí của bá tánh chúng sinh trong thiên hạ. Bao đại nhân, nếu đại nhân không giao Sâm Hoa Nhi cho hắn, tính mạng của hoàng thượng chắc chắn sẽ bị đe dọa. Đúng vậy. Bao đại nhân, ngài hãy mau đưa ra quyết định, giao Sâm Hoa Nhi cho ta. Không, lão phu sẽ không làm như vậy. Bao chuẩn, ta thật sự không muốn đối đầu với ngươi. Chắc ngươi cũng hiểu rõ, ta rất muốn có Sâm Hoa Nhi. Giao Sâm Hoa Nhi cho ta, ta sẽ về Tiên Sơn tu hành, không xen vào chuyện của nhân gian nữa. Hách Liên Bằng, ngươi mượn cớ tu hành làm chuyện độc ác, không đặt phúc khí của bá tánh lên hàng đầu. Ngươi còn ngang tàn, kiêu căng ngạo mạn. Cho dù ngươi có được linh khí của trời đất, tâm không thành đạo bất chính, thì ngươi cũng không thể đắc đạo. Muốn đắc đạo thì ngươi phải có tâm sáng. Ngươi không để ý tới nhân quả luân hồi. Đừng nói ngươi không xen vào chuyện của nhân gian nữa, dù có thoát ra khỏi tam giới thì cũng khó kiếm được chỗ dung thân. Bao chứng, chỗ này không phải công đường của phủ Khai Phong. Ta nói chuyện đàng hoàng, không muốn đánh ngươi. Nhưng ngươi không biết điều chút nào. Có trời có đất sẽ có chính nghĩa. Thà là chết dinh còn hơn sống nhục. Lão đạo, ngươi không hù được Bao đại nhân đâu. Bao chứng, đây là ngươi ép ta hoàn thành tâm nguyện của bàn thái sư đấy. Lão đạo, muốn giết ngải phải giết chết Bạch Ngọc Đường ta trước. Tránh ra. Được, ta sẽ liều mạng với ngươi. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ có được Sâm Hoa Nhi. Bạch Thiếu Hiệp, đứng dậy đi. Không sao. Âu Dương cô nương, Bao đại nhân, Bạch Thiếu Hiệp, hai người có sao không? Hai người đi mau. Đi đi. Sư muội. Sư cô. Sư huynh, huynh điên rồi. Ta không có điên. Người điên là hắn. Huynh dùng đại thủ ấn đánh huynh ấy hai lần. Có thực sự muốn huynh ấy chết sao? Lúc nãy hắn định đâm ta một nhát cho ta chết. Đó là tại vì ta hiểu ra rồi. Hắn vì muội nên mới bất chấp tất cả. Không, huynh không hiểu đâu. Nếu như huynh phạm phải sát giới thì đời này kiếp này sẽ không siêu thoát. Còn muội, nếu như muội có tình cảm với tên tiểu tử này thì muội cũng không tu thành chánh quả. Ta nếu như ta có thể giúp huynh quay về chính đạo, ta tình nguyện từ bỏ thành quả tu hành cả đời. Ta nói thật lòng. Bộ mắt cười lắm sao sư muội? Muội muốn ở bên hắn nhưng lại bịa ra lý do vô lý như vậy, chẳng lẽ không mắc cười sao? Hách Liên sư huynh, huynh huynh thật sự là hết thuốc chữa rồi.
Ánh mắt muội nhìn hắn rất triều mến. Người hết thuốc chữa là muội. Sư muội, bỏ hắn đi. Chỉ cần muội về Đào Hoa Viên, không ra sức ngăn cản ta, thì ta sẽ không phạm sát giới. Muội sẽ né tránh được tình yêu, sau đó tu thành thất trọng thiên đạo. Đưa Sâm Hoa Nhi đi rồi, ta sẽ về Đào Hoa Viên. Ta đã nói hết lời tốt đẹp rồi. Nói lời gì cũng là giả, trừ khi ta tắt thở. Nếu không, ta không thể để Sâm Hoa Nhi rơi vào tay huynh. Muội đây là ân đoạn nghĩa tuyệt. Phạm sát giới thì sẽ mất hết tất cả. Sư huynh, huynh mang quyết định đi. Ta không cần phạm sát giới, ta nhất định sẽ có được Sâm Hoa Nhi. Triển chiêu, qua đây. Đây là nơi nào? Đi thôi Bao đại nhân. Đi, bỏ Âu Dương cô nương lại một mình. Lão phu không yên tâm, không đi cũng không được. Bây giờ chúng ta đang ở đâu cũng không biết. Chúng ta đi về hướng Tây. Bao đại nhân, Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương. Bao đại nhân, triển chiêu huynh ấy, lão phu biết rồi. Lão phu biết rồi. Sao lại như vậy? Liệu có phải là Hách Liên Bằng không? Không nhìn thấy gì hết. Triển hồi vệ đi nửa ngày rồi, rốt cuộc huynh ấy sao rồi? Ta đi coi thử. Dương Kiều, cậu định đi đâu? Ta không chịu nổi nữa, ta đi tìm họ. Ta cũng đi, ta cũng đi. Khoan đã, chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh có cách khác hay hơn? Ta thực tình sao lòng ta cũng rối như tơ giò. Chúng ta đuổi theo cũng không được, chờ cũng không được. Rốt cuộc thì phải làm sao mới được? Nếu như Công Tôn tiên sinh không nghĩ ra cách nào khác, ta nghĩ chúng ta nên đuổi theo. Đi, đi, khoan đã. Ta nghĩ chúng ta nên hỏi ý trời. Không hay. Sao vậy? Đây là quẻ ngưng trệ. Là quẻ gì cũng được, tốt hay là không tốt, nó nghiêng về hướng Tây Bắc. Đẩy xe lên núi cao, lên trời gặp nguy hiểm, xuống đất gặp tai họa. Vậy, vậy có nghĩa là gì? Đây là quẻ hạ hạ. Không nên tốn công tìm người gặp nạn. Tốt nhất là ở yên một chỗ, tìm người gặp nạn. Tức là Bao đại nhân gặp nạn sao? Không, quẻ này cho thấy người gặp nạn không phải Bao đại nhân. Vậy thì là ai chứ? Triển chiêu. Ở đây không có việc của người, ra ngoài đi. Dạ, đi. Sư phụ. Tử Y, con ở đây hộ pháp cho sư phụ, không cho bất cứ ai ra vào. Dạ.
Pháp Dương. Triển Chiêu chết rồi sao? Không có sự cho phép của ta, hắn muốn chết cũng khó. Vậy Pháp Dương đưa hắn về làm gì? Hắn phải giúp ta làm những chuyện ta không thể làm. Là chuyện gì vậy? Giết người. Hai người các người ra ngoài đi. Dạ. Nguyễn Nhi, nhân lúc ở đây không có ai, cô đi mau đi. Tử Y, nếu để sư bá biết cô phải làm sao? Bây giờ ta chưa nghĩ tới chuyện này. Cô đi đi. Cô ta là ai vậy? Cô ta có cánh kìa. Hình như là bị thương rồi. Không biết là người hay là yêu quái. Sao lại có cánh chứ? Công Tôn tiên sinh, sao vậy? Ta nhìn thấy Quyển Nhi, hình như cô ấy bị thương. Mau đi theo ta. Dạ. Bị thương rồi kìa, không đứng dậy được. Là người hay là yêu quái vậy? Kỳ lạ thật, có cánh đấy. Thấy chưa? Cô nương, cô nương, cô nương, cô nương, cô nương, cố gắng lên. Tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh rồi. Cô nương, cô nằm yên đi. Ta không sao. Ta phải đi ngay. Dù có việc gấp cũng phải dưỡng thương đã. Phải đó. Nằm xuống đi. Ta bốc thuốc cho cô. Không cần. Không có ích gì đâu. Không có ích à? Cô nương, cô nói như vậy là đã nhìn lầm Công Tôn tiên sinh rồi. Không phải, ta thực sự không sao hết, ta phải đi ngay. Ta phải nhanh chóng tìm sư phụ ta. Cô nương, cô nương đừng gắng gượng nữa. Ta không sao thật mà. Cô nương, cho dù bây giờ cô đi cũng không tìm được sư phụ đâu. Không tìm được. Ông biết sư phụ ta. Nếu như ta đoán không sai, sư phụ cô là Âu Dương Dận Di phải không? Âu Dương cô nương, các người là ai? Tại sao lại biết sư phụ ta? Quả nhiên là đệ tử của Âu Dương cô nương. Vậy sư phụ ta đâu? Âu Dương cô nương và Triển Hồ Vệ đã ra ngoài một ngày. Bọn ta cũng đang sốt ruột chờ tin tức của họ. Triển Hồ Vệ, Triển Hồ Vệ, cái tên này sao nghe quen quá. Đó chính là ngự miêu tiếng tăm lừng lẫy Triển Hồ Vệ. Triển Chiêu, Triển Chiêu, Triển Hồ Vệ, Triển Hồ Vệ sao rồi? Cô nãy bị sư bá của ta bắt rồi. Cô nương, sư bá cô là Pháp Dương Hách Liên Bằng. Hách Liên Bằng. Đúng vậy. Tại sao lại như vậy? Cô, chính mắt ta đã nhìn thấy cô nãy xỉu ở Phủ Thái Sư. Phủ Thái Sư, sao lại như vậy? Cô nương, Triển Hồ Vệ cậu ấy,
Lúc nãy ta bay ra từ phủ Thái Sư, lúc này chỉ sợ sư bá đang làm di thần đại pháp với huynh ấy. Di thần đại pháp? Cô nương, di thần đại pháp mà cô nói chính là... Di thần đại pháp là lấy năng lượng của bản thân truyền lên một người khác để làm chuyện mà mình muốn làm. Hách Liên sư huynh, huynh ấy muốn lợi dụng triển chiêu để hoàn thành tâm nguyện có được Sam Hoa Nhi của huynh ấy. Như vậy thì lạ quá. Hách Liên bằng biết rõ cô không trị được hắn, theo lý thì hắn có thể muốn gì được đó, sao phải tốn công sức làm chuyện này? Huynh ấy chắc chắn hắn hiểu hơn bất cứ ai. Từ khi chúng ta chết hết, nếu không có bản lĩnh lớn cỡ nào, hắn cũng không bắt được Sam Hoa Nhi. Nói rất đúng. Nhưng mà hắn muốn giết chết tất cả chúng ta dễ như trở bàn tay. Giết chết chúng ta đúng là dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn không thể đích thân ra tay, sẽ phạm sát giới, công đức của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Ta hiểu rồi. Đây là chiêu mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Sư môn bất hạnh, xin lỗi đã làm phiền hai vị rồi. Âu Dương cô nương nói liên lụy làm gì? Lão phu cả đời yêu nước thương dân, coi hạnh phúc của dân là trách nhiệm. Hách Liên Bằng hoành hành bá đạo, muốn độc chiếm phúc khí của đất trời. Một ngày nào đó đạt được mục đích thì bá tánh sẽ gặp họa. Biết rõ là tai họa, sao lão phu có thể khoanh tay đứng nhìn? Với lại triển chiêu đang ở trong tay hắn, lão phu không thể không đòi công bằng cho cậu ấy. Bao đại nhân, ngài yêu nước thương dân, Bạch Mổ vô cùng khâm phục. Nhưng mà ngài có nghĩ rằng đối phó với Hách Liên Bằng chỉ dựa vào tinh thần chính nghĩa là vẫn chưa đủ? Ngài có thể chết thật đó đại nhân. Nếu như chết mà cứu được thiên hạ, ta không nuối tiếc. Bao đại nhân, không phải ngài định liều chết để cứu Triển Chiêu? Có lẽ lão phu không cứu được Triển Hộ Vệ, nhưng có thể phá vỡ được âm mưu cướp Sam Hoa Nhi của Hách Liên Bằng. Bao đại nhân, chuyện này không phải chuyện đùa. Bao đại nhân, đây là chuyện của sư môn ta, không nên làm liên lụy tới ngài. Không, Âu Dương cô nương, về công về tư, lão phu đều phải nghĩ cách xử lý chuyện này. Ta hiểu tâm ý của bao đại nhân, nhưng mà sinh mạng vô cùng quý giá, bất cứ ai cũng không nên hy sinh dễ dàng. Sinh mạng là thứ ta cần, nghĩa cũng là thứ ta cần. Nếu không có được cả hai thì ta phải chọn nghĩa mà bỏ sinh mạng. Âu Dương cô nương, ta nghĩ bao đại nhân đã hạ quyết tâm muốn tìm tới cái chết. Cô mau nghĩ thử coi có cách nào khác hay hơn không. Để ta nghĩ. Để ta nghĩ. Âu Dương cô nương, chuyện tới nước này, ta nghĩ nhất định phải liều mạng với Hách Liên Bằng. Tuy rằng sẽ chết chắc, nhưng mà chết cũng phải chết thật quang minh lỗi lạc. Vấn đề là người mà chúng ta đối mặt có thể không phải sư huynh ta, mà là Triển Chiêu. Trận chiến này nên đánh thế nào? Ta nghĩ ra cách, nhưng mà không biết có hiệu quả không. Là cách gì vậy? Mau nói bọn ta nghe thử. Phải rồi, lần trước Hách Liên Bằng ở phủ Khai Phong đã bị dù che đại bạch này của cô đánh thê thảm. Lần này thì khó nói lắm. Sao vậy? Lần trước được, lần này sao không được? Dù che đại bạch này là báo vật để sư môn ta hộ pháp trừ yêu. Nó được điều khiển bởi nguyên thần của người hộ pháp. Nhưng ta, cô bị sao? Âu Dương cô nương vì cứu lão phù mà bị pháp lực của Hách Liên Bằng đã thương hai lần. Ta hiểu rồi. Nguyên thần của cô bị tổn thương, cho dù có cây dù này cũng khó nắm chắc đối phó được Hách Liên Bằng. Ta nghĩ nếu Hách Liên sư huynh đánh hết sức của huynh ấy, thì dựa vào sức mạnh nguyên thần của ta rất khó đánh bại huynh ấy. Ta có thể giúp gì cho cô? Bao đại nhân mới giúp được. Lão phù có thể làm gì? Không giấu bao đại nhân, hôm qua khi ta giúp bao đại nhân giải pháp chú của Hách Liên sư huynh, ta phát hiện ngài có
đám mây phúc lành vây quanh, thức tinh hộ thể. Ý cô là sao? Theo những gì ta biết thì nếu Bao đại nhân không phải phàm thế chí tôn thì cũng là thiên canh tái thế. Âu Dương cô nương, những đạo lý huyền môn mà cô mới nói bọn ta thật sự không hiểu, cho nên cô nói thẳng ra đi, lão phu có thể làm được gì? Nếu kết hợp với năng lượng của thức tinh hộ thể trên người Bao đại nhân, dù che đại bạch có lẽ có thể chiến đấu 4 canh giờ. Sau 4 canh giờ thì sẽ như thế nào? Người dùng như thần đại pháp không phá hỏng được dù che đại bạch, Hách Liên sư huynh sẽ mất hết nguyên thần, tu vi cả đời sẽ tan thành mây khói. Còn Hiển Chiêu huynh ấy sẽ thế nào? Trước khi nguyên thần của Hách Liên sư huynh bị mất hết, chúng ta cần phải cướp được thể xác của Hiển Chiêu, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Phủ Thái Sư. Công Tôn tiên sinh, ông không nên để cho hai người họ và Phủ Thái Sư cứu Triển Chiêu. Chẳng lẽ cô không thấy ta không cản được sao? Sư bá ta đã dùng với thần đại pháp với Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ mất trí giống như bị trúng tà vậy đấy. Triệu Hổ, Triệu Hổ, Triệu Hổ, cố lên, cố lên Triệu Hổ. Triển, Dương Kiều, Dương Kiều, Dương Kiều, Dương Kiều, cố gắng lên, cố gắng lên. Đứng lại, người của Phủ Khai Phong tự chui đầu vào lưới, bắt chúng lại. Tiêu rồi, Công Tôn tiên sinh, chúng ta đi mau. Phủ Thái Sư, xảy ra chuyện gì? Lão phu hỏi mà sao ngươi cười vậy? Hồi bẩm Thái Sư, đây gọi là chó cắn chó, sắp có tuồng hay để xem rồi. Người nói cái gì? Ai cắn ai, ai cắn ai cũng được. Chúng ta không tốn một chút sức lực mà cũng tiêu diệt được Ngự Tiền Đới Đao hộ vệ tứ phẩm, sau này tránh được rất nhiều phiền phức. Đây thật sự là một chuyện rất tốt. Nói tới phiền phức, tự nhiên lão phu cảm thấy lo cho quỷ La Sát. Thái sư nói như vậy, học trò thật sự không hiểu. Sang bằng Phủ Khai Phong là chuyện rất đáng mừng, nhưng mà lỡ như quỷ La Sát bị bọn chúng hạ gục thì ai giúp chúng ta? Người hãy động não mà suy nghĩ tính toán cho kỹ, đừng để tới lúc đó trở tay không kịp. Triệu Hổ, Triệu Hổ, Dương Kiều, Triệu Hổ, tỉnh lại đi. Dương Kiều, Triệu Hổ, mau tỉnh lại đi. Dương Kiều, Triệu Hổ, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi, Triệu Hổ, Dương Kiều. Triển hộ vệ, sao huynh lại giết Dương Kiều? Dương Kiều là huynh đệ 20 mấy năm của huynh, tại sao huynh giết huynh ấy? Ta là Mã Hán, huynh giết ta luôn đi. Giết ta đi, giết ta đi, giết đi. Tại sao? Triển hộ vệ, tại sao? Trương Long, Trương Long. Triển hộ vệ, Triển hộ vệ, cậu điên rồi sao? Họ đều là huynh đệ của cậu. Triển hộ vệ, tại sao lại như thế? Triển hộ vệ, cậu thật sự đã trúng di thần đại pháp của Pháp Dương rồi sao? Triển hộ vệ, cậu tỉnh lại đi. Triển hộ vệ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Công Tôn tiên sinh, đi. Không cần đuổi theo.
Sư muội, những người này đều không phải do ta giết. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Công tôn tiên sinh bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc nãy họ vẫn còn sống sơ sơ mà. Không, còn cứu được, còn cứu được. Cô nói gì thế? Quyển Nhi, cô đây là... Ta đã khóa mệnh môn của họ. Trong vòng 3 canh giờ, phách cuối cùng vẫn còn ở trên người họ. Như vậy thì sao chứ? Sư phụ ta có thể kéo họ về từ âm phủ. Ông hãy đưa họ về khách điếm, thắp 7 cây đèn ở trong phòng. Tuyệt đối không được để 7 cây đèn tắt. Bây giờ ta đi tìm sư phụ. Được. Cô nói cái gì? Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, họ đã bị giết chết rồi. Sao lại như vậy? Họ đã bị ai giết? Triển Chiêu. Triển Chiêu. Nguyễn Nhi, Công Tôn tiên sinh đâu? Cô có gặp Công Tôn tiên sinh không? Đã gặp rồi. Nguyễn Nhi kêu Công Tôn tiên sinh bảo vệ thi thể của 4 người họ. Nguyễn Nhi, con đã khóa mệnh môn của họ sao? Sư phụ, vì Nguyễn Nhi đã khóa mệnh môn của họ nên mới liều mạng tới đây. Tốt lắm. Ta xuống âm phủ để tìm hồn. Cô nói cái gì? Nhất thời khó giải thích được. Thời gian gấp rút, ta phải đi ngay. Nhưng mà sư phụ, sao vậy? Sư bá ông ấy đang tới chỗ này. Ta biết là muội đang ở gần đây. Sư phụ, Nguyễn Nhi không làm được. Nguyễn Nhi rất yếu ớt, không đánh lại sư bá. Nguyễn Nhi đừng sợ, phải có lòng tin. Bao đại nhân, đất trời có nhân, ta không thắng chính. Đừng để nỗi sợ đánh bại bản thân mình. Cố gắng hết sức để sư phụ của cô yên tâm đi cứu người. Nguyễn Nhi, bao đại nhân nói đúng. Cố gắng hết sức. Bạch Thiếu Hiệp, chuyện 7 cây đèn trong cậy vào huynh. Âu Dương cô nương, cô yên tâm đi. Bạch mỗ nhất định cố gắng hết sức. 7 cây đèn đó tượng trưng cho đèn bổn mệnh của đại nhân, không được để tắt. Âu Dương cô nương, nhất định phải dẫn hồn phách của Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ về. Lão phu đa tạ cô. Bao đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Sam Hoa Nhi, đi theo ta. Phải rồi, Bao đại nhân. Sư phụ ta nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Ngài yên tâm đi. Công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh. Âu Dương cô nương, Âu Dương cô nương, thời gian gấp rút, ta chỉ chuẩn bị 7 cây đèn này, như vậy có được không? Được. Vậy thì tiếp theo phải làm sao? Vẫn còn thời gian nửa nén nhang. Trời vừa tối ta sẽ rời đi. Âu Dương cô nương, thứ cho tại hạ vô lễ. Tại hạ hiểu sơ sơ về y thuật. Đây Họ có thể đã... Công tôn tiên sinh đang định nói họ đã tắt thở rồi. Đúng vậy, tam hồn của họ đã đứt, ngũ phách tứ tán,
Trên người họ chỉ còn lại một phách bị khóa trong mệnh môn của họ. Nếu ta có thể xuống âm phủ trước khi họ tới quỷ môn quan, dẫn hồn phách của họ về dương gian, thì vẫn có thể cứu sống. Quyền môn pháp sự ông không hiểu được đâu, cứ coi như là một giấc mộng đi. Được, nhưng mà Âu Dương cô nương, cô xuống âm phủ bằng cách nào? Phải tới chỗ có âm khí lập đàn. Chỗ có âm khí? Chỗ nào là chỗ có âm khí? Ở trong kinh thành này, chỗ có âm khí chính là phủ Khai Phong, nơi từng giết nhiều kẻ xấu. Từ chỗ đó đi đoạn đường ngắn là sẽ xuống tới âm phủ. Thái sư, thái sư, có tin xấu. Có chuyện lạ, thái sư. Làm gì hốt hoảng vậy? Là tin xấu gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngài không biết đâu, nữ la sát đó lại quay trở lại. Ngài nói coi có phải tin xấu không? Âu Dương giận gì? Đúng. Cô ta quay lại đi làm gì? Thái sư, chuyện này chỉ có ông trời mới biết. Ta nói ngài biết, còn có chuyện này lạ hơn nữa. Triển Chiêu đã giết tứ đại hộ vệ, không để thi thể của họ vào quan tài mà mang về khách điếm. Ngài nói coi chuyện này có lạ hay không? Có chuyện này thật sao? Dạ. Đám người của phủ Khai Phong bây giờ chỉ còn lại Bao Chỉnh và Công Tôn Sách. Nếu như Âu Dương Dận Di đó thật sự muốn giúp bọn phủ Khai Phong, thì cô ta phải ở lại bên cạnh Bao Chỉnh mới phải. Sao cô ta lại bỏ rơi Bao Chỉnh, một mình đi tới kinh thành? Rốt cuộc chuyện này là sao? Lư Bân có học trò, dặn dò binh lính giám sát kỹ khách điếm Duyệt Lai. Lão phu muốn coi thử Bao Chỉnh định dở trò gì. Dạ, bây giờ học trò sẽ đi dặn họ. Phủ Khai Phong, kỳ lạ thật, sao hôm nay gió thổi mạnh quá vậy? Ta đâu có biết. Bao đại nhân, sư bá đã tới rồi. Nguyện gì? Phải tập trung tinh thần. Thành Hoàng lão gia, Bao đại nhân là quan tốt đội trời đạp đất, người nhất định phải phù hộ ngài ấy bình an, không được để cho yêu đạo Hách Liên Bằng toại nguyện. Còn nữa, phù hộ cho Sâm Hoa Nhi này luôn, nó không có tội gì hết. Dù che đại bạch. Sư phụ, đó là dù che đại bạch của bổn môn. Dù che đại bạch thì sao chứ? Nhưng mà sư phụ, nếu như đối đầu với dù che đại bạch thì sẽ phản bội sư môn. Cầm miệng. Xin sư phụ nghĩ kỹ. Ta kêu con cầm miệng. Bao Chỉnh, Quyển Nhi, sư bá. Quyển Nhi, tập trung tinh thần.
Nguyễn Nhi. Sư muội à, sư muội. Tuy ta không biết là muội đang giở trò gì hết, nhưng mà muội kêu Nguyễn Nhi cản ta, tức là muội cố ý phá hỏng dù che đại bạch. Sư muội, ta cho muội cơ hội cuối cùng ra ngoài đối mặt với ta. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muội không còn cơ hội nào nữa đâu. Bao chứng, ta thật sự không hiểu nổi tại sao ngươi có cơ hội đi nhưng lại không đi, mà ngươi lại muốn xen vào chuyện này. Hách Liên Bằng, chuyện ngươi không hiểu không chỉ có chuyện này. Sa ngã vào ma giới không thể nào đắc đạo, bây giờ không quay đầu thì ngươi sẽ hối tiếc cả đời. Ngươi thật sự nghĩ rằng dựa vào dù che đại bạch thì thắng được ta sao? Để đạt được mục đích của mình, ngươi cướp phúc khí của ba tánh, hãm hại người vô tội. Hách Liên Bằng, sớm muộn ngươi cũng chết. Được, đây là ngươi tự chuốc lấy, ngươi đừng trách ta. Thần linh phù hộ Âu Dương cô nương, nhất định phải phù hộ Bao đại nhân. Cầu Nại Hà. Mây mù u ám xung quanh thấp thoáng một cái cầu thê lương, bên đó là nhân gian phồn hoa náo nhiệt nhiều cảnh đẹp, bên này là thập diện xâm la ma quỷ khóc ầm ĩ. Ta đang đứng ở cầu Nại Hà, quan sát kỹ từng con quỷ một đi ngang qua đây. Có quỷ hiền, quỷ dữ, quỷ đẹp và quỷ xấu, và còn có quỷ giàu, quỷ nghèo, quỷ quan và quỷ lính. Có quỷ thật thà, có quỷ gian xảo, có quỷ dễ thương và cũng có quỷ đáng ghét. Khi đã rời xa nơi phồn hoa thì chỉ là cô hồn giả quỷ. Người ta nói ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, chỉ là tới sớm hay muộn thôi. Ở dương gian, cho dù sống sung sướng hay cực khổ, thì cũng có một ngày ta gặp người trên cầu Nại Hà. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Mã Hán, Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Triệu Hổ. Cô nương, cô tìm con quỷ nào vậy? Quỷ? Đúng vậy, tới chỗ này cô không tìm quỷ thì tìm cái gì? Ta tìm Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Họ tới từ Phủ Khai Phong.
Gió cứ thổi mạnh nữa đi. Ta che như vậy, đèn chắc chắn không thể tắt. Quyển Nhi, cố gắng lên. Sư phụ, Quyển Nhi không chống đỡ được nữa. Sư phụ mau về đi. Sư phụ. Không được tắt. Không được tắt nha. Dương Kiều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Mấy người các ngươi ai tên Dương Kiều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ mà bước lên. Có người tìm các ngươi. Bước lên đi. Các huynh có đây không? Bước lên đi. Ai vậy? Dương Kiều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ. Âu Dương cô nương, sao cô lại tới đây? Ta tới để dẫn các huynh về. Quỷ ca, thực sự đã tạ huynh. Ta dẫn họ về đây, khoan đã. Quỷ ta tìm giùm cô rồi. Nhưng cô có được dẫn họ về hay không, không phải do ta quyết định. Vậy thì do ai quyết định? Do ai quyết định à? Quỷ Dương, đại tổ sư gia Chung Quỳ, đệ tử Âu Dương Dận Di, xin mời đại tổ sư gia ra ngoài gặp mặt. Bước qua âm dương sinh tử đức, nhân quả báo ứng tu luân hồi. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi sẽ không sống tới canh năm. Không tham lam, không ích kỷ thì đâu thể nào bị quả báo. Nếu như muốn cải tà quy chính thì phải gắng sức mài thanh phong. Tham kiến đại tổ sư gia. Đệ tử Âu Dương Dận Di tham kiến đại tổ sư gia. Âu Dương Dận Di, con là đệ tử đời thứ 9 của Vô Cực lão tổ Âu Dương Dận Di. Cô là tiểu tiên cô trên núi Ngưu Nhĩ. Đệ tử bất tài, chưa tu thành chính quả. Chưa tu thành chính quả mà xuống âm phủ, không phải tự hủy tiền đồ sao? Đệ tử không thể không cứu người, xin đại tổ sư gia cho toại nguyện. Chuyện này lạ lắm, mau nói ta nghe thử. Đại tổ sư gia, tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ Sâm Hoa Nhi của núi Vân Mộng. Sâm Hoa Nhi là Sâm Hoa Nhi trong lò luyện đan của Thái Bạch Cung lưu lạc dân gian sao?
Bao đại nhân. Triển chiêu. Triển chiêu. Bốn phủ ra lệnh cho cậu bỏ kiếm xuống. Triển hồi vệ. Bao đại nhân ra lệnh huynh bỏ kiếm xuống. Huynh bỏ xuống đi. Huynh tỉnh lại đi. Triển hồi vệ, huynh tỉnh lại đi. Đừng trúng ma đạo của sư bá ta. Triển hồi vệ, tỉnh lại đi. Dựa vào ý chí kiên cường của huynh, huynh tỉnh lại đi. Triển hồi vệ. Triều đại tống khâm mệnh, ngự tiền đối đao hộ vệ tứ phẩm Triển Chiêu nghe lệnh. Bốn phủ ra lệnh cậu bỏ kiếm xuống. Triển Chiêu to gan, chống đối mệnh lệnh, đáng nhận tội gì? Giết cho ta. Tại sao lại bị tắt? Tại sao lại tắt? Triển hộ vệ, tại sao cô lại giết Bao đại nhân? Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chết rồi, chết rồi. Ngươi đừng chơi nữa, canh đèn cho ta. Ta ra ngoài coi thử. Bao Chẩn, người vẫn chưa phục sao? Trời đất bao la, lấy đạo thiên lý thu phục lòng người. Chưa từng nghe nói lấy ác thu phục lòng người. Hách Liên Bằng, người hoành hành bá đạo, cuối cùng sẽ tự diệt mình. Giết cho ta. Triển hộ vệ, mau bỏ kiếm xuống, quay về chính đạo. Triển chiêu. Triển chiêu, sao huynh lại trở thành như vậy? Ta không tin là huynh bị trúng tà. Triển chiêu, huynh mau tỉnh lại đi. Ngay cả Bao đại nhân huynh cũng muốn giết. Huynh có biết là huynh đã phạm tội tày trời hay không? Triển chiêu, tỉnh lại đi. Ta là Bạch Ngọc Đường đây. Triển chiêu, huynh điên rồi. Triển chiêu, huynh không được giết Bao đại nhân. Tử Y, đừng hùa với sư phụ cô tạo nghiệp nữa. Làm trái thiên đạo, tự tạo nghiệp, không được sống đâu. Bao đại nhân và Bạch đại hiệp, họ đều là người tốt. Tử Y, bây giờ chỉ có cô mới cứu được họ thôi. Tử Y. Tử Y. Tử Y. To gan. Tử Y.
Bạch Thiếu Hiệp, sao huynh cũng tới đây? Quyển Nhi đâu? Bao đại nhân đâu? Bao đại nhân, bao đại nhân, Văn Khúc Tinh Quân, Quỷ Dương Trung Quỳ, đã lâu không gặp, tham kiến bao đại nhân. Hách Liên Bằng đó đúng là hết thuốc chữa. Bổn tọa đã cho hắn cơ hội, nhưng mà hắn vẫn không tỉnh ngộ. Âu Dương Dận Di, đệ tử hổ thẹn, cô đã cố gắng hết sức. Có điều Hách Liên Bằng đó vô duyên với đạo, làm phiền Pháp Dương thay trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Ngũ quỷ nghe lệnh, cùng lĩnh pháp chỉ, cùng bổn tọa mượn hồn hoàng dương thái trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Bạch Ngọc Đường, cùng bổn tọa tiến lên phía trước. Âu Dương cô nương xin hãy dẫn đường. Tuần pháp chỉ. Người không phải bao chứng. Trên trần gian, người có chính khí nhất chính là Bao Thanh Thiên. Quỷ Dương Trung Quỳ, ngũ quỷ nghe lệnh thái trời hành đạo, tiêu diệt quần ma. Cung lĩnh pháp chỉ. Tiêu sái quỷ gặp nạn, ngũ quỷ đồng lòng. Dạ.
Âu Dương cô nương, Triển hồ vệ, huynh tỉnh rồi. Họ là ai? Đại nhân. Triển hồ vệ, ông ấy không phải Bao đại nhân, ông ấy là đại tướng quân trừ ma Chung Quỳ, tới đây để tiêu diệt sư huynh ta. Tuyên Thượng Lạc Hầu, Bàn Thái Sư tấn kiến. Thần Bàn Cát khấu kiến Hoàng Thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Sư bình thân. Lão thần không dám. Thái Sư, nhìn nét mặt của Khanh, ta đoán Khanh có chuyện quan trọng. Và phải, thưa Hoàng Thượng, chuyện này đúng là rất quan trọng. Nói chậm nghe. Hoàng Thượng, Lão thần xém chút nữa đã phạm tội tài trời. Thái Sư đã phạm tội gì? Mau đứng dậy rồi nói. Hoàng Thượng, người nên để lão thần quỳ mà nói. Rốt cuộc có chuyện gì? Khanh nói mau đi. Tuân chỉ. Khải bẩm Hoàng Thượng, từ khi Bao Chẩn bị đuổi ra khỏi thành, lão thần không đêm nào ngủ được. Cứ nghĩ, một vị quan tốt yêu nước thương dân như Bao Chẩn, tại sao lại phạm tội nặng như vậy được chứ? Lão thần càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, cho nên đã đi điều tra, dốc hết sức mình mà điều tra. Cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Hoàng Thượng, Bao Chẩn bị du oan đấy. Thật sao? Dạ. Thái Sư, nào mau đứng dậy rồi nói. Đã tạ Hoàng Thượng ân sủng. Khanh hãy nói trẫm nghe toàn bộ sự việc đi. Tuân chỉ. Chuyện là như thế này. Bao đại nhân, tội dân Bao Chẩn tham kiến Tần Công Công. Bao đại nhân không cần làm vậy, sao lại khách sáo như thế chứ? Bao Chẩn phụng thánh dụ từ chức, bây giờ chỉ là một thảo dân mang tội trên người. Tần Công Công, Bao đại nhân, nỗi quan của ngài bây giờ Hoàng Thượng đã hiểu rõ rồi. Sao Hoàng Thượng có thể hiểu rõ chứ? Đây chính là công lao của Bàn Thái Sư đấy. Bàn Thái Sư, đúng vậy. Bàn Thái Sư dốc hết sức đi điều tra, nếu không thì Bao đại nhân, ngài đã chết trong tay của tên yêu đạo đó rồi. Đây là ông trời có mắt, là phúc của Đại Tống. Công chính liêm minh. Dẫn phạm nhân vào. Dẫn phạm nhân vào. Quy vũ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Hách Liên Bằng, người có biết tội không? Bao Chẩn, Hách Liên Bằng ta không cướp của giết người cũng không phải phạm phu tục tử.
Có tội hay không phải để trời đất thần linh định đoạt, không tới lượt ngươi chất vấn. Hỗn xược Quy Vũ. Hách Liên Bằng, ngươi là một người tu hành nhưng không thành tâm thành ý độ hóa chúng sinh, mà lại sa ngã vào ma giới, mê hoặc lòng người, coi thường luật pháp, làm chuyện sai trái, cho tới bây giờ người vẫn chưa tỉnh ngộ. Bào Chứng, ngươi đừng có nói đạo lý gì với ta, ta không sợ ngươi đâu. Bây giờ ngươi vẫn sống sờ sờ bình an vô sự ngồi ở đây, về lý tội của ta không đáng chết, ngươi không thể làm gì được ta. Bây giờ ngươi chỉ là dựa vào âm phong tạm thời để trói ta thôi. Sau khi hết thời gian, tất cả các ngươi đều phải chết. Các ngươi sẽ chết rất thảm. Hách Liên Bằng, nếu đại nhân không từ bi rộng lượng, người đã bị âm quả thiêu đốt biến thành tro bụi. Người không những không nói lời đa tạ đại nhân, mà còn nói lời cay độc. Người còn có một chút nhân tính không? Triển Chiêu, người cũng phải chết. Hơn nữa còn phải chết thảm hơn những người khác. Người nói nhiều vô ích, nghe xử. Quy Vũ. Hách Liên Bằng, người đã dùng yêu thuật tác oai tác quái, hãm hại người khác, tội chứng rành rành. Bổn phủ xử người bị còng tay lại, nhốt vào đại lao Bắc Cương, ngồi tù 10 năm, người có phục không? Đại nhân. Phục, dĩ nhiên phục. Bào Chứng, cho dù ngươi có nhốt ta ở chân trời thì cuối cùng ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Âu Dương Dận Di cũng không cứu được ngươi. Nhốt vào đại lao, chờ ngài dẫn đi. Dạ. Quy Vũ. Đại nhân, ngài không thể để hắn đi. Pháp luật như núi, tội của hắn không đáng chết, sao bổn phủ có thể làm trái pháp luật giết chết hắn được? Nhưng mà đại nhân, ngài không giết hắn có nghĩa là tự xử mình tử hình. Ở trên công đường tuân thủ pháp luật, thánh chỉ tới, hoàng thượng có chỉ, dẫn phạm nhân quay lại công đường. Phủ Doãn, phủ Khai Phong Bao Chứng tiếp chỉ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng Thiên Thừa Dẫn, hoàng đế chiếu giết. Tội dân Hách Liên Bằng dùng quái lực nhiễu loạn triều cương, dùng tà thuật gây họa cho dân, bất nhân bất nghĩa, tội đáng muôn chết. Để thực thi công lý trừ họa cho dân, phải giết chết. Khâm thử, tạ ơn. Tạ ơn hoàng thượng. Người dám bán đứng ta sao? Đây là ý chỉ của hoàng thượng, không liên quan gì tới lão phu. Ngươi vì muốn tiêu diệt Bao Chứng mà hãm hại ta. Ngươi thật là, ngươi câm miệng lại. Chết tới nơi rồi mà còn ngậm máu phun người. Người đâu? Cẩu đầu đao chờ lệnh. Cẩu đầu đao, thái sư. Bao Chứng cho rằng, Bao Chứng, ngươi còn nói nữa, lão phù sẽ xử ngươi tội kháng chỉ. Bao Chứng không dám. Cẩu đầu đao.
Quỳ xuống. Khai đao, chém. Các người nạp mạng đi. Pháp Dương tha mạng, Pháp Dương tha mạng. Chém đi.